Blogger và nhà hoạt động, chị Minh Hằng bị bắt vào ngày 11 tháng 2 của năm 2014 khi từ Sài Gòn về Lấp Vò, Đồng Tháp cùng với một nhóm nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo đã thăm gia đình ông. Kính thưa quý vị, chị Bùi Thị Minh Hằng là một blogger và nhà hoạt động. Chị Minh Hằng bị bắt vào ngày 11 tháng 2 của năm 2014 khi từ Sài Gòn về Lấp Vò, Đồng Tháp cùng với một nhóm nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo đã thăm gia đình ông Nguyễn Bắc Truyển, lúc đó đang bị công an Lấp Vò sách nhiễu. Chị và nhiều người bị bắt giữ, có 3 người bị câu lưu và truy tố với tội danh là gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật hình sự. Cùng bị tuyên án với chị Hằng là ông Nguyễn Văn Minh với 2 năm 6 tháng tù và chị Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh 2 năm tù giam. Vụ án đã gây sôi động trong dư luận, đặc biệt là tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo. Trong năm 2016 thì đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Samantha Power đã vinh danh chị Minh Hằng trong số 20 tù nhân chính trị là phụ nữ trong phong trào kêu gọi trao trả tự do cho họ với tên gọi là Free the 20 Campaign. Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng vừa mãn án tù và ra khỏi trại giam Gia Trung của Bộ Công an ở Gia Lai vào ngày 11 tháng 2 của năm 2017. Và bây giờ Thanh Tâm mời quý vị hãy cùng theo dõi buổi nói chuyện của Thanh Tâm cùng với bà Bùi Thị Minh Hằng đã phát trực tiếp trên trang Live cho Việt Nam. Dạ, xin chào chị Hằng. Xin gửi lời chào đến những người đang làm chương trình Live cho Việt Nam và toàn thể cả thính giả theo dõi chương trình. Dạ, xin cảm ơn chị đã nhận lời mời xuất hiện trên Live cho Việt Nam. Và câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi chị là nguyên nhân nào đã làm cho chị trở thành một trong những nhà tranh đấu không ngừng nghỉ trước những cái bất công trong xã hội và bất chấp những cái nguy hiểm đã và vẫn có thể xảy ra cho chị và cho gia đình của mình nữa? Dạ, thưa toàn thể khán thính giả, cái nguyên nhân mà để dẫn dắt tôi đến con đường đấu tranh này nó xuất phát từ một cái việc oan khuất rất là cá nhân. Nhưng mà cái sự mà gọi là khơi thúc để mà tôi càng ngày càng thấy phân nhận thấy rằng là mình phải đấu tranh không ngừng nghỉ thì đấy là sự mà nhận thức trong cái quá trình mà tôi đi thực hiện. Nó xuất thân phát từ cái vấn đề mà đất đai, mà cái vấn đề đất đai đối với dân oan ở Việt Nam bây giờ nó là một trong những vấn đề mà rất phổ biến. Thì tôi cũng như tất cả rất nhiều những người dân oan khác là xuất phát từ cái khởi điểm là đi khiếu kiện về đất đai, thì tôi nhìn thấy một cái hiện tình là đất nước của chúng tôi ấy, là tồn tại vô vàn những cái bất công ngang trái đối với người dân, và nhất là những người nông dân thấp cổ bé họng, những con người mà ít được học hành và hiểu biết và nhận thức pháp luật. Cho nên là đã dẫn tôi đến một cái con đường là tôi muốn đấu tranh cho cái quyền lợi của những người dân oan, trong đó có quyền lợi của cá nhân tôi. Dạ thưa chị, ngoài cái việc mà đấu tranh cho dân oan đó thì chị còn muốn đấu tranh về cái điều gì nữa, và chị muốn thấy một cái Việt Nam tương lai như thế nào? Dạ thưa quý khán thính giả, tức là ngoài cái đấu tranh cho quyền lợi của dân oan thì cái mong ước của tôi cũng như hầu hết tất cả những người dân mà sống trong đất nước Việt Nam này, đấy là muốn đòi lại cái quyền con người và công bằng pháp lý. Chúng tôi muốn là có Việt Nam của chúng tôi trong tương lai phải là thật sự một cái đất nước có dân chủ, công bằng và có thượng tôn pháp luật. Dạ, thưa chị thì chị có thể nào kể lại về cái khoảng thời gian mà chị bị tù tội của mình, về những cái cuộc tuyệt thực mà để phản đối và những điều mà chị không bao giờ quên và muốn chia sẻ với đồng bào ở khắp nơi trên thế giới ạ? Dạ thưa toàn thể khán thính giả, tôi bị bắt rất nhiều lần chứ không phải là chỉ có một lần vừa rồi. Có lẽ là toàn thể khán thính giả còn nhớ rằng năm 2011 thì nhà cầm quyền cộng sản này cũng đã vin vào một cái lý do hoàn toàn không có thật để mà bắt tôi và quy kết tôi cái tội gây rối, đưa tôi lên cái trại giam trá hình, cái nhà tù trá hình mang tên là trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà ở Vĩnh Phúc. Họ đã giam cầm tôi ở đấy 5 tháng, và khi tôi bước chân ra khỏi cổng trại đó thì ai cũng nhìn thấy rằng là cơ thể tôi nó xuống dốc và nó mất đi gần 20 kg, và như hon hen như một bà lão. Thì đến lần này họ bắt tôi đó cũng trong cái hoàn cảnh là họ phục kích, đánh đập và bắt giam tôi. Cho nên để phản đối lại trước những cái việc làm vi hiến của họ, trước những cái sự bất công ngang trái đó, thì trong ngay khi họ bắt tôi là tôi đã bắt đầu tiến hành tuyệt thực. Thì đợt đầu tiên tôi tuyệt thực dài ngày là ngày họ bắt tôi ngày 11 tháng 2 năm 2014. Sau 51 ngày họ bị cái đợt tuyệt thực này, tôi yêu sách là phải cho tôi gặp luật sư. Bởi vì khi bắt tôi xong đó thì mà họ yêu cầu tôi phải ký tá rất nhiều loại giấy tờ, nhưng mà tôi đã không ký vào bất kỳ một cái văn bản nào, và tôi nói rằng là tôi chỉ làm việc khi có luật sư thôi. Thì họ đã cố tình kéo dài cái thời gian đó, vì tôi tuyên bố rằng gặp được luật sư thì tôi mới chấp nhận là ăn lại. Cho nên là 51 ngày sau
Đó, thì trong cái quá trình 51 ngày đó đó là họ liên tục vẫn cho bên điều tra, viện kiểm sát vào là yêu cầu tôi là phải làm việc đi cung. Thế nhưng mà tôi cương quyết là không chấp nhận và không thỏa hiệp. Cho nên mục tiêu cái đợt tuyển thực này là tôi yêu sách là phải cho tôi gặp luật sư. Thì cho đến ngày thứ 51 thì họ đưa luật sư vào trong trại để gặp tôi. Và ngày thứ 53 thì tôi mới quyết định ăn lại, là bởi vì sau cái đợt tuyển thực dài ngày đó thì tôi cần phải có cái thời gian đó, và đến ngày thứ 53 thì tôi ăn lại. Đấy là cái lần tuyển thực dài ngày nhất, bố tinh thần rồi cô lập rồi phân biệt đối xử với tù nhân chính trị. Cho nên là cho đến tháng tôi về trại đó là ngày 28 tháng 1 năm 2015, và bắt đầu đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2015 thì tôi lại phải tiếp tiếp tục một cái đợt tuyển thực dài hơn cái đợt trước nữa, là đợt này tuyển thực dài đúng 2 tháng, bắt đầu là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2015 cho đến ngày mùng 2 tháng 6 năm 2015, là đúng tròn 2 tháng. Thì những mỗi cái lần mà tuyển thực ấy, thì nó đều tăng về cái thời gian đó, là bởi vì trong cái quá trình đó ấy, thì không phải tôi muốn kéo dài như thế, mà là do họ không đáp ứng những cái yêu sách mà chính đáng của cá nhân tôi, cũng như là những cái vấn đề chung mà ở cái nơi giam giữ họ đối xử với tù nhân đó. Thì mỗi những cái đợt tuyển thực này là đều là những đợt tuyển thực mà để tôi đưa ra những cái yêu sách buộc cái nơi giam giữ đó, mà đại là cái giám thị trại giam cũng như là những cái quản giáo là đại diện cho cái cơ quan mà hành pháp của Đảng Cộng sản đó. Tôi muốn họ phải thực thi những cái vấn đề đó theo đúng quy định của pháp luật. Thì hầu như là họ không muốn thực hiện những cái điều đó, họ muốn né tránh. Cho nên họ đã để cái tình trạng mà thực thực của tôi nó kéo dài như là tôi đã phải tiến hành. Đó, thì đây là những cái ngày tháng rất là khó khăn đối với cá nhân tôi. Đương nhiên là nó sẽ có những cái hệ lụy lâu dài về 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 sức khỏe, về con người. Nhưng mà ngay trong thời gian đó thì không chỉ riêng là tuyệt thực, mà đã có những lúc là tôi đã phải tự gây những vết thương trên cơ thể đó bằng cách là lấy những vật nhọn rạch trên người mình ra, trên da thịt mình, để khắc lên trên đùi tôi đó những cái dòng chữ căm hận cộng sản tàn ác đó. Và một bên ấy là trời xử cái lũ mà tàn ác ở cái nơi tôi giam giữ đó. Thì những cái việc làm đó đó là thực sự là nó trải qua một cái giai đoạn nó vô cùng khó khăn đối với tôi. Có nhiều những cái mà tôi bị khủng bố tinh thần, khủng bố về 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 thể xác, về tất cả mọi cái nó đến tận cùng rồi, cho nên nó mới dẫn tôi đến những cái bước đường mà phải phải tìm những cái cách phản ứng rất là đau đớn cho cơ thể tôi như thế. Và những cái ngày tháng đó, đó thì tôi cũng không được phép gặp gia đình đó, là bởi vì có lẽ là do nhiều mặt. Thứ nhất là tôi chống đối không mặc quần áo tù vì tôi khẳng định rằng tôi không có tội. Cái thứ hai nữa đó là họ cũng có lẽ họ cũng không dám để cho tôi mà gặp gia đình tôi trong cái lúc mà cơ thể tôi như thế. Cho nên là từ từ tháng 3 mà cho đến tháng 7 năm 2015 ấy, là họ không cho tôi gặp gia đình. 4 tháng trời tôi không được gặp gia đình, và gia đình không biết tình trạng thực tế của tôi ra làm sao. Đó, thì có lẽ là cũng như là khán thính giả đã biết là những cái thời điểm đó bên ngoài đó là lượng thông tin chỉ biết rằng là tôi tuyệt thực, nhưng thực tế mà tình trạng của tôi ra như thế nào thì hình như có lẽ là không có một bức hình, một cái hình ảnh nào hay là một cái thông tin chính xác nào được đưa ra. Và ngày hôm nay thì tôi cũng xin thưa là thời điểm đó tôi đã tuyệt thực, mà cái trọng lượng cơ thể tôi nó xuống so với lúc bị bắt đó là tổng cộng là 34 kg. Dạ thưa chị, thì trong cái khoảng thời gian mà chị tuyệt thực 2 lần đó, là một lần là 51 ngày và một lần 60 ngày đó, thì cái tình trạng sức khỏe của chị như thế nào? À, dạ thưa khán thính giả, là tức là lúc đó mà quyết định là tuyệt thực để phản ứng ấy, thì phải nói là trong người tôi nó chỉ có một cái điều là tôi sôi sục lên vì cái việc mà cái pháp luật bị chà đạp, bản thân chúng tôi bị hành hạ và bị coi rẻ, không bằng coi như là họ họ coi thường tính mạng của chúng tôi, họ bắt chúng tôi một cách oan sai. Thì trong cái khoảng thời gian mà tuyệt thực đó đó thì sức khỏe của tôi rất là kém. Cái ngày tôi ra tòa thì có lẽ mọi người cũng đã nhìn thấy cơ thể tôi rồi. Tôi những ngày đầu thì tôi còn gượng được, nhưng đến những ngày sau này thì họ phải phải xách nách tôi
mỗi khi mà đi làm việc thì họ sốc nách, và tôi luôn gặp phải cái tình trạng tức là nó bị người ta gọi là hạ canxi. Cho nên là khi mà bắt đầu từ trong phòng giam đưa ra đến ngoài thì hầu như tôi ở trong cái tình trạng là bị co quắp tất cả chân tay lại. Ở cái trại giam tạm giam công an tỉnh Đồng Tháp ấy, thì có một cái lần tôi tuyệt thực là 13 ngày không ăn và không uống. Những ngày tuyệt thực trước ấy, thì tôi uống, tôi giữ là phải giữ được cái lượng nước ở trong người. Nhưng có một cái lần thì tôi tuyệt thực là cả uống luôn. Thì đến ngày thứ 13 thì họ đưa tôi đi cấp cứu. Họ đưa tôi đi cấp cứu thì bản thân cơ thể tôi lúc đó, tức là vì nó nóng quá, nó mất nước. Cho nên là tôi đã có những cái biện pháp mà mình không có tìm hiểu kỹ, là mình dùng nước đá để mình chườm lên người. Lúc đầu mình thấy rất là dễ chịu. Thế nhưng mà sau đó cho đến cái ngày thứ 13 đó thì tôi thấy cái hiện tượng là tự nhiên từ đầu gối đổ xuống chân ấy, nó có hiện tượng tê liệt hết, người nó lạnh nhất lại. Khi mà trước khi họ đưa tôi đi cấp cứu đó thì tôi thấy con người tôi như thế. Thì sau khi cấp cứu về xong đó thì tôi mới thấy rằng là cái tình trạng này sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì nếu như làm như thế thì cũng không ai chỉ cho tôi cả. Nhưng mà tự mình phân tích ra thì mình nghĩ rằng làm như thế thì có thể là sẽ dẫn đến đột quỵ rất là dễ. Mà nếu như tôi đột quỵ ở trong tù đó thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều vấn đề nguy hiểm đối với tôi, bởi vì có thể họ không để tôi chết nhưng mà họ sẽ đưa tiêm chích vào người tôi một cái loại hóa chất gì đấy chẳng hạn. Thế cho nên là sau cái lần đó tôi nghĩ rằng là dù có thực thực như thế nào thì tôi vẫn duy trì uống nước đủ đó. Nước thì tôi uống là nước lọc, rồi nước pha với muối, pha với bột canh đó. Và sau này đó thì tôi có uống cà phê, từ vì là tôi bị tụt áp huyết rất là dữ thì tôi duy trì bằng cái cách là uống một ngày một thêm một gói cà phê pha loãng ra, và luôn luôn phải đủ 1,5 lít đến 2 lít nước đó vào cơ thể, tuyệt đối không ăn một cái gì. Thế cho nên là cái tình trạng mà cơ thể tôi đó là cái lúc mà xuống nhiều nhất là tới 34 kg so với trọng lượng cơ thể ban đầu. Dạ thưa chị, nhưng thì mà trong những dạ dạ tôi thấy rằng những ngày tháng tôi tuyệt thực ấy, thì cái tinh thần của tôi nó rất là vững vàng. Dạ. Nó có một cái gì đó nó đẩy cái lý trí của tôi lên, nó mạnh mẽ ghê gớm lắm đó. Và tôi cảm nhận ấy, là trong quá trình là mình tự mình đo lường sức khỏe của mình đó, thì tôi thấy rằng là cái giai đoạn tuyệt thực ấy, hình như khi nó thoát được hết tất cả những cái độc tố với những cái chất mà không cần thiết trong người mình ra đó, thì tôi có cảm giác mình khỏe. Khỏe thì có là nó tụt đường máu, nó tụt canxi đó, cho nên là nó gây cho tôi là luôn luôn bị co rút chân tay lại đó. Và những cái ngày tháng như thế đó thì khi mà ở trại giam An Bình ấy, thì có một cái tay trung tá tên là Vinh đó. Thì nói chung ở cái trại giam đó thì tôi thấy là cán bộ họ đối xử với cả những tù nhân chính trị chúng tôi ấy, thì họ đều có một cái gì đó cũng kiêng nể. Nhưng riêng cái tay trung tá Vinh này thì tay này nó thể hiện với sự rất tàn ác. Là khi mà tôi đi ra ngoài đó, và tình trạng tôi bị co hết chân tay lại, thì mấy hai cái người mà dìu tôi ấy, họ sợ quá, họ mới la lên, họ nói là gọi bác sĩ. Nhưng mà tay này nó phẩy tay một cái, nó nói là khỏi, không chết đâu. Đó. Đấy là những cái sự việc mà tôi ghi nhận được khi mà trong quá trình mà tôi phải tuyệt thực để tranh đấu. Ở tại cái trại giam An Bình của Đồng Tháp thì có thêm một cái trường hợp nữa, tức là trong một cái lần mà đang tuyệt thực thì tôi rất là đau đầu, tôi không chịu đựng nổi nữa. Cũng có thể là do nó hạ đường huyết quá hay là do vấn đề thời tiết. Thì trong phòng người ta gọi cấp cứu chứ tôi cũng không muốn gọi. Thì khi trong phòng các phạm nhân khác người ta gọi cấp cứu ấy, thì cái tay bác sĩ tên là Khanh, là trưởng cái phòng y tế đó, là tay xuống, tay lại đưa cho tôi một cái viên thuốc sủi đó. Khi mà pha uống cái viên thuốc sủi đó khỏi miệng một cái ấy, thì bắt đầu là tôi nôn thốc nôn tháo và có cái tình trạng là giống như sung huyết bao tử ấy. Thì đến sau một ngày hôm sau thì tôi có nói với tay bác sĩ này, tôi nói rằng là chuyên môn của bác sĩ đến đâu, tại sao mà trong lúc tôi nhịn đói bao nhiêu ngày bác sĩ biết mà lại cho tôi uống một cái loại cái viên sủi mà để nó bào ruột tôi ra như thế đó. Thì đấy là những cái kỷ niệm của những cái lần mà tôi tuyệt thực ở trong trại giam. Thưa chị, thì những lúc mà bị tuyệt thực và những bị giam cầm như vậy đó, xung quanh là những cái tên như là Vinh hay là những cái tên bác sĩ Khanh ở tại trại An Bình Đồng Tháp, thì chị cảm thấy như thế nào, và chị có cảm thấy là mình cô đơn
Và có bao giờ chị bị thối chí hay không? Và điều gì đã giúp cho chị giữ vững cái tinh thần cho đến bây giờ? Như chị nói khi nãy là chị rất là cái tinh thần chị rất là vững vàng. Trong lúc bị giam cầm ấy, thì cái cảm giác của tôi mới thấy thấm thía cái giá trị của cuộc đấu tranh này. Tôi thấy được cái giá trị của độc lập, tự do. Bởi vì khi mình vào cái bối cảnh mà tù tội, họ ép mình vào một cái tội, họ khủng bố giam cầm mình, họ phân biệt đối xử đó, và họ dùng đủ mọi cái biện pháp đó mà tàn ác nhất đối với chúng tôi đó. Điều này đã được tôi viết lại rất là đầy đủ qua những cái cuốn hồi ký mà hiện nay là tôi đã có cho đăng tải một vài số rồi đó. Thì thực sự nó làm cho tôi thấm thía. Tôi thấm thía hơn rất nhiều những ngày đầu tiên tôi đấu tranh. Những ngày đầu tiên tôi đi đấu tranh thì đơn giản tôi chỉ cho rằng là đấy là vì cái bất công nó đến với tôi, cho nên tôi phải đòi lại những cái điều mà đáng ra là tôi được hưởng. Nhưng khi mà tôi bị bắt vào trong tù đó, thì cái suy nghĩ của tôi và cái cảm giác của tôi nó lớn rộng hơn rất nhiều. Cái nhận thức của tôi về độc lập tự do đấy, về những cái giá trị để mà tạo cho tôi được cái tinh thần đó, nó không còn nằm ở trong cái cá nhân tôi nữa. Đó, mà lúc đó tôi nghĩ về cái giá trị của độc lập tự do cho cái đất nước, cái dân tộc mình, cho những người dân của mình, và nhất là những người tù mà họ sống bên cạnh tôi. Đó, cho nên là bên cạnh đó, đó thì tôi cũng nhận được rất nhiều thông tin về những cái sự ủng hộ rộng rãi từ bên ngoài của nhiều cái tầng lớp nhân dân, và nhất là cộng đồng quốc tế cũng như toàn thể các cơ quan ngôn luận. Ví dụ như là đài SPTN, các cái đài lớn ở nước ngoài của cộng đồng người Việt đó. Thì từ cái chỗ đó, niềm tin nó giúp tôi giữ vững tinh thần và khiến cho tôi kiên định hơn rất nhiều trên cái chặng đường tôi đi. Có lẽ đấy là cái lý do mà làm cho tôi có thể vượt qua được những cái lúc, cái giai đoạn mà khó khăn nhất, mà cảm tưởng như là ngay như quản giáo ở trại họ có nói với tôi một câu như này này: chị là người rời, đó là chị, chứ là chúng tôi thì chắc là không sống nổi. Đó. Nhưng tôi cũng không biết vì sao tôi sống nổi. Có lẽ là có rất nhiều cái tinh thần đã nâng đỡ cho tôi. Đấy là những cái sự ủng hộ rất to lớn từ bên ngoài và của quốc tế. Dạ. Thì những lúc mà ở trong tù như vậy đó, chị có biết được là bên ngoài lúc nào cũng luôn đồng hành với chị hay không? Dạ, thưa là tôi biết. Tôi biết, tức là về thông tin đó, thì cho đến ngày tôi gặp luật sư thì tôi mới nắm được một số vấn đề. Còn con tôi và gia đình ấy, thì cho đến sắp ngày xử tôi thì mới được gặp mặt. Nhưng mà phải nói rằng là có lẽ là những cái điều mà tôi cảm nhận ấy, nó thông qua cả những cái tâm linh, thậm chí trong những giấc mơ mà ở trong tù ấy, thì tôi đều có được những cái giấc mơ rất đẹp về những cái sự ủng hộ, những cái cuộc đấu tranh từ bên ngoài đó, mà mọi người dành cho tôi. Sau này khi tôi gặp các con tôi và gặp luật sư đó, thì mọi người kể lại cho tôi, nó có những điều rất là trùng khớp với những cái giấc mơ mà tôi đã từng mơ thấy ở trong tù. Đó, cho nên tôi cho rằng là tôi có được một cái sự thần giao cách cảm đối với tất cả những cái tình cảm của mọi người bên ngoài dành cho tôi trong những năm tháng tôi ở tù. Thưa chị, thì chị có thể nào kể lại cái lúc mà chị bị bắt đó, sau đó bị kết tội và giam cầm, và những cái bản án mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dành cho chị có hợp lý hay không, và nó có công bằng hay không? Và tại sao, và đặc biệt Thanh Tâm muốn nói ở đây là cái bản án mà hai người chạy hàng ba mà họ cho là họ đã chơi chẽn gán cho chị năm 2014 đó là gây rối trật tự công cộng, thưa chị. Dạ, thưa toàn thể khán thính giả, là trước khi mà bị cầm tù 3 năm đó, thì như là toàn thể mọi người đã biết là tôi đã từng bị bắt rất là nhiều lần đó. Bởi vì khi tôi tham gia đi đấu tranh và bắt đầu tham gia vào những cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược ở ngoài Hà Nội đó, là bắt đầu từ năm 2010-2011, tất cả những cái lần mà họ bắt tôi thì họ đều không có một cái lý do gì chính đáng cả. Họ đều không thể căn cứ được vào bất cứ một cái luật gì để họ giam cầm tôi, nhưng mà họ vẫn cứ làm đó. Tôi nhớ là từ tháng 8 năm 2011 mà cho đến lúc họ chính thức bắt tôi là tháng 11 năm 2011 và giam cầm tôi 5 tháng trong cái nhà tù trá hình Thanh Hà đó, thì trước đó tôi đã bị bắt khoảng gần cả chục lần vào các đồn công an đó. Họ ghi trong cái hồ sơ của tôi ấy, là họ buộc tôi vào cái tội gây rối trật tự công cộng, nhưng mà cái lý do họ đưa tôi đi tập trung thì lại là họ cho rằng là tôi không có nơi cư trú, tôi đi lang thang đó. Bởi vì muốn đưa tôi vào cái trại tập trung đó thì họ phải lấy ra một cái lý do, thì họ đưa cái lý do đó
vào trong cái hồ sơ mà hiện nay cái bộ hồ sơ đó tôi đang khởi kiện ở tòa án tối cao thành phố Hà Nội đó. Thì trong cái lúc mà họ ghi là nơi cư trú tôi không có, tôi là người đi lang thang cơ nhỡ, cho nên họ phải đưa vào một cái trại tập trung ấy, thì thực chất lúc đó là tôi đang là chủ của một cái doanh nghiệp và đứng tên mấy căn nhà có đầy đủ hồ sơ giấy tờ đó. À, và họ cũng không tuân thủ bất cứ một cái quy định nào khi mà họ bắt tôi cả, bởi thực tế là họ bắt cóc tôi ở tại Sài Gòn đó. Và họ sau đó họ lừa gạt tôi, họ nói rằng là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhờ họ là đưa tôi ra để có một cái cuộc thảo luận gì đó, thì tôi tưởng rằng lúc đó là họ sẽ giải quyết cái vấn đề thư kiện của tôi về nhà, về cái nhà cửa. Thế nhưng mà ra đến đấy rồi thì tôi mới biết là họ bắt tôi đó. Và nhiều ngày sau, cũng như là toàn thể khán thính giả đã biết, là những năm đó là hình ảnh con tôi đã đi phát tờ rơi khắp nơi để tìm mẹ, là bởi vì không biết tôi bị bắt và đưa đi đâu cả đó. Thì đấy là cái câu chuyện mà từ những năm 2011. Sau đó thì dưới cái sức ép của những người đấu tranh trong nước, của mọi tầng lớp nhân dân yêu chuộng tự do, và trên bà con Việt kiều ở khắp nơi cũng như các tổ chức quốc tế đó, thì vào tháng 4 năm 2012 họ buộc phải thả tôi ra sau 5 tháng giam giữ. Thế thì những cái lần bị bắt tại các đồn công tôi thật, ngoài ra thì tôi còn bị bắt rất nhiều lần ở những cái đồn công an khi mà tôi tham gia dự những cái vụ mà họ cũng xử án những cái người dân oan. Ví dụ như họ bắt tôi vào đồn công an ở Hải Phòng khi mà họ xử cái vụ mà nông dân Đoàn Văn Vươn đó, cái mục tiêu của họ thực chất là họ chỉ muốn cầm chân tôi, không cho tôi đến tham dự những cái phiên tòa đó. Họ bắt tôi một cách hết sức vô cớ khi tôi đang đi ở ngoài đường, hay là cái vụ mà tôi ra Vinh để tham dự cái phiên tòa mà 14 thanh niên công giáo. Thì tất cả những cái vụ án đối với những người bất đồng chính kiến, những người mà đấu tranh, thì họ đều nói rằng, họ tuyên bố rằng đấy là những vụ án xét xử công khai, nhưng thực chất là những người tham dự như chúng tôi thì đều bị bắt giữ dưới mọi hình thức khủng bố, đàn áp, bắt lén đó. Và bản thân tôi thì rất nhiều lần đã bị bắt ở các đồn công an từ Vinh, Sài Gòn, Hải Phòng, Hà Nội đó. Thì đấy là những cái mà mọi người đã nhìn thấy và đã chứng kiến rất là rõ. Họ bắt tôi không có lý do, họ bắt tôi không đúng quy định của luật pháp, họ giam cầm tôi cũng như tất cả những người lên tiếng đấu tranh thì đều chẳng có một cái cơ sở gì về tội danh, và họ luôn luôn mượn những cái tội danh này khác để họ áp đặt vào. Tại sao vụ án của tôi lại là vụ án hai xe đi hàng ba? Một cái điều rất đáng xấu hổ là bởi vì nó ngay trước tòa, ngay cái phiên xử ở tại tòa thì tôi cũng đã nói, sau cái phần tranh tụng mà họ bất chấp tất cả, họ cũng không xét đến cả luật sư, họ cũng không xét đến cả những cái gọi là nhân chứng, vật chứng, thì tôi có nói rằng là cái phiên tòa đó cũng như cái vụ án đó nó thể hiện cái sự rách dưới bệ dạng của nền tư pháp cộng sản đó, là lời nói của tôi ở tại phiên tòa. Thậm chí ngay cái phiên sơ thẩm ấy, là cái hội đồng xét xử tôi cho đến cái cơ quan bồi thẩm là Viện Kiểm sát của tỉnh Đồng Tháp, họ không dám nhìn thẳng vào mặt chúng tôi, đến mức độ mà khi mà họ gọi tôi lên á, trước cái vành móng ngựa ấy, thì tôi phải nói một câu là kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa các vị bồi thẩm, xin mời tất cả các quý vị hãy ngừng mặt nhìn thẳng vào cái người mà các vị đang gọi là bị cáo để nghe những lời tôi tranh tụng. Họ không dám nhìn vào mặt chúng tôi đấy. Ở phiên tòa như thế. Sau đó đến phiên phúc thẩm thì phải nói là họ thể hiện rõ một cái sự hèn hạ, bất chấp là họ cho một cái viên ở Viện Kiểm sát từ Sài Gòn xuống là đọc cái cáo trạng mà không buồn nhìn ai, và tất cả không cho chúng tôi tranh tụng nữa đó, không cho tranh tụng nữa. Thì vì thế cho nên là cuối phiên tòa tôi mới nói là đả đảo phiên tòa của ta quyền cộng sản. Tôi đả đảo phiên tòa ngay tại tòa luôn. Và tôi biết trước một điều rằng ấy, họ nói là cho chúng tôi nói lời cuối cùng. Thì tôi nói rằng ở cái cương vị mà như chúng tôi thì chẳng bao giờ lời nói cuối cùng lại là xin giảm án hay xin xem xét cả. Mà tôi tuyên bố thẳng là phiên tòa là cái sự là một trò hề, là thể hiện cái sự bệ dạng rách dưới của nền tư pháp cộng sản. Và bản án dành cho chúng tôi đều là những bản án bỏ túi. Cho nên tôi đả đảo phiên tòa bất công của tà quyền tham nhũng ở tại phiên tòa đó, và bước chân vào tòa
thì bản thân tôi chỉ hát thôi. Đó. Khi bước chân vào tòa thì tôi có hát bài Kinh Hòa Bình. Đó. Và tôi hát một cái bài về dân oan do tôi chế nhạc khi mà tôi ở trong tù. Đó. Chứ còn tôi không tôi thiết nghĩ là cái phiên tòa đó cũng như những cái lần mà họ bắt giam đó, nó không có một cái điều gì mà để khẳng định sự thật. Và cái bối rối của họ đấy, cái nhơ nhớp bẩn thỉu của họ, nó được thể hiện ở trong cái cáo trạng đó. Họ lôi tất cả những cái mà không có sự thật để họ đưa vào cáo trạng, thậm chí họ lôi cả cái chuyện hôn nhân gia đình của tôi từ cách đấy 20 mấy năm đó. Nếu như là luật sư có phát biểu trước tòa đó, là thứ nhất, kể cả những cái vụ án mà được kết án hẳn hoi thì sau cái thời điểm bao nhiêu đó mà gọi là người ta đã xóa án tích đi rồi thì nó không được nhắc lại. Nhưng mà cái vấn đề hôn nhân gia đình của tôi thôi, mà từ 23 năm trước được họ đưa vào ở trong cáo trạng, thì nói thẳng ra là nó đã thể hiện một cái điều như này này: họ là những cái kẻ bẩn thỉu, họ bới lân tìm vết, họ lôi đủ mọi thứ ra. Thì ngay như lúc mà viện kiểm sát làm việc với tôi có nói, tôi nói là tôi thấy cái hèn hạ của các ông khi mà đánh dưới lưng quần một người phụ nữ như tôi, là bởi vì tại sao? Bởi vì các ông đưa cái vấn đề hôn nhân của tôi vào để làm gì? Để các ông có nghĩa là muốn bôi nhọ tôi, thấy không? Chẳng ai người ta nghĩ cái chuyện một người phụ nữ mà bị lường gạt trong cái hôn nhân là điều xấu cả. Còn để muốn nói đến những cái vấn đề hôn nhân ấy, thì phải nhắc đến những cái cuộc hôn nhân mà làm ô uế cả cái quốc thể, nhé, làm tai tiếng. Đấy là tổng bí thư của cái Đảng Cộng sản Việt Nam để cho con gái, con trai phải kiện ra những cái tờ báo về những vấn đề hôn nhân. Đó. Thì những cái vấn đề đó tại sao không nói đến mà lại đi nói đến những người như tôi? Đó. Thì từ cái chỗ đó tôi nói là không phải là chỉ một cái nó cái sự bệ giặc nó thể hiện ở cái chỗ mà hai xe đi hàng ba đâu, nó thể hiện là rất nhiều cái. Tôi còn giữ lại cái đơn kháng cáo của tôi, và trong đó thậm chí luật sư Hà Huy Sơn còn nói đó, tôi trích dẫn tất cả những cái vô lý của họ ra đó. Bởi vì ngay trong cái cáo trạng họ viết, ngay trong cái bản án họ ra thôi, nó đã có những cái lập luận, những cái từ ngữ mà nó lập lại ngay chính cái sự gian dối của họ rồi đó. Thế cho nên là không cần phải chờ đến vụ án của cá nhân tôi đó. Mà trước đó đối với rất nhiều những người đấu tranh vì dân chủ, về hiện tình của đất nước đã bị cầm tù bởi những bản án bất công, tôi mọi rợ, thì nó đã thể hiện được cái sự bất minh bất chính của cái nhà cầm quyền cộng sản đó. Họ muốn bịt miệng tất cả những tiếng nói đấu tranh, cho nên họ không từ bất cứ một thủ đoạn, một hành động nào để họ làm, và họ không có đủ cái chính danh cũng như cái trình độ để họ làm một cái vụ án mà cho nó có tính thuyết phục. Bởi vì có lẽ cái này nó là quy luật, những cái gì gian dối ấy, thì nó không thể nào mà nó không lòi ra những cái mà để cho người khác nhìn nhận được. Thì tôi cho rằng là đối với nhà cầm quyền cộng sản, họ không thể dùng giấy để gói lửa. Đó. Đấy là cái điều mà tôi khẳng định. Chào thưa quý vị, thì điều mà ai cũng có thể nhận thấy là thủ đoạn quen thuộc của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là lúc nào họ cũng ra sức bôi nhọ tất cả những cái nhà bất đồng chính kiến nổi bật và có tầm ảnh hưởng như là chị Bùi Thị Minh Hằng. Và chị, cái chuyện này là nó không có ngoại lệ so với những cái người mà bất đồng chính kiến. Thì chị có thể nào chia sẻ về những thủ đoạn này đã xảy ra với chị như thế nào, và nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chị hay không? Dạ, thưa toàn thể khán thính giả, đối với tất cả những người mà có tiếng nói đối kháng như tôi đối với nhà cầm quyền, thì một cái biện pháp phải nói là nó quá cũ nhưng chưa bao giờ họ ngừng nó lại. Đấy là những cái biện pháp mà họ đã làm với tất cả chúng tôi, mà ai cũng biết. Ai cũng biết một điều rằng là tất cả những người đấu tranh từ Trần Khải Thanh Thủy trước đây, từ tướng Trần Độ, từ những vị mà đấu tranh tiền bối, thì đều có một cái hình thức là khủng bố bằng cách ném mắm tôm vào nhà. Ném mắm tôm, ném, bây giờ họ nó ném thêm dầu nhớt, bom xăng, những cái chất dơ bẩn, chất thải họ đưa vào nhà. Bên cạnh đó thì họ không bao giờ mà có thể là không thêm một cái chính sách, đấy là những cái chính sách bôi nhọ, cô lập, dọa dẫm, để mà mục đích là cách ly chúng tôi với tất cả những cái người xung quanh. Đó. Cái điều đó họ tôi nghĩ là họ cho rằng họ làm như thế thì họ sẽ ngăn trở được cái sự thật
được mà họ bưng bít, họ ngăn cản được cái sức ảnh hưởng của những người đấu tranh như chúng tôi đến với người dân. Nhưng mà thực tế thì cho thấy là hiện nay dưới cái ảnh hưởng của thông tin đa chiều, dưới cái ảnh hưởng của nhận thức người dân, thì những cái việc đó họ không làm được nữa. Gần đây nhất họ vẫn tiếp tục đi nói xấu những cái người đấu tranh. Họ, tôi phải nói là tôi không hiểu nổi cái nhà cầm quyền này, họ làm những công việc hết sức là vô bổ, họ làm những công việc hết sức là dơ dáy bẩn thỉu hèn hạ mà họ vẫn làm. Ngay những cái phiên xử tôi ở Đồng Tháp đã có những cái thước phim của anh em các tỉnh đưa lên là công an, an ninh, mật vụ, khu phố, họ đến từng nhà để họ ngăn chặn không cho những người đó đi dự phiên tòa của tôi. Không lẽ mà tôi không hiểu nổi rằng là một cái sự ảnh hưởng của tôi nó đến mức độ nào, cái sự nguy hiểm của tôi cho cái sự tồn vong của chế độ họ như thế nào, mà đến mức độ họ phải dùng một cái lực lượng vô công dỗi nghề để đi làm những việc đó. Cho nên tiền thuế của nhân dân chúng tôi đổ vào những cái việc như thế, thì thử hỏi đất nước này không nghèo nàn thì cũng đi về đâu. Đó. Họ chi phí vào những cái việc mà hết sức vô bổ để ngăn cản những người đến phiên tòa, riêng phiên tòa của tôi thôi. Cho nên tôi vẫn nói đùa trong trại là tôi có một cái tội rất lớn với tổ quốc của nhân dân, đấy là chi phí quá nhiều tiền thuế cho những cái việc đó, tiền thuế của dân tôi mà chi phí vào những cái việc đó chỉ để họ ngăn chặn tôi thôi, họ ngăn chặn những người ủng hộ tôi thôi, mà đã phải đến mức độ như thế. Còn bây giờ về rồi cũng thế, họ thường xuyên đi nói xấu tôi với tất cả những nhà dân, sau đó thì nhân dân người ta lại nói lại, họ thuê một ông thầy dạy tiếng Anh cho cả cái đồn công an phường 4. Thế khi mà học tiếng Anh thì ông thầy mới hỏi cái bà Hằng là bà ở phường 4 thì không, thì họ nói rằng là thầy đừng có quan hệ nhé, phản động đấy. Thì ông thầy ông mới nói là tao không thấy bà làm điều gì phản động cả, mà tao thấy chúng mày mới phản động. Đó. Thế thì từ cái chỗ sau đó những câu chuyện như thế cũng đến tay tôi. Đó. Mà rất nhiều lần tôi cũng đã làm livestream, tôi cảnh cáo họ, tôi vạch mặt những cái việc làm của họ như thế ra. Nhưng hình như họ không có một cái gì mà gọi là văn minh tiến bộ hơn cả. Họ luôn luôn chỉ có những cái trò như thế từ trước cho đến nay. Đó. Khủng bố, cô lập, đó, đánh lén. Và gần đây nhất thì tôi được biết rằng là họ ngăn cấm tất cả mọi cái sự giúp đỡ viện trợ đối với tôi. Họ không dám, ngày xưa thì họ dọa dẫm, họ nói rằng là những cái người nào nhận tiền của tổ chức khủng bố Việt Tân hay thế nào thế kia là phạm tội là thế này thế khác. Nhưng những người như tôi họ không dọa được, thì họ lại đi dọa những người với tôi. Đó. Họ làm tất cả những cái điều đó thì tôi không biết rằng là họ nghĩ rằng họ có thành công hay không. Nhưng mà riêng đối với cá nhân tôi ấy, thì tôi cho rằng là hình như họ càng ngăn cấm thì cái sự ảnh hưởng của tôi nó càng lớn rộng hơn. Đây là cảm nhận của tôi. Là bởi vì tại sao? Bởi vì đến lúc này, trước đây ấy, tôi không nghĩ rằng tôi làm cái việc gì lớn lao để mọi người phải quan tâm đến tôi cả. Nhưng cho đến giờ phút này thì dù dưới sự ngăn cấm của họ cách nào đi chăng nữa, thì tôi thấy rằng lúc nào cũng luôn luôn có rất nhiều những cái tầng lớp nhân dân, mọi người ở khắp nơi bằng cách này hay cách khác gặp mặt thật trực tiếp hay là nhắn tin điện thoại, thì mọi người đều tìm đến với tôi và liên hệ với tôi. Cho nên tôi cho rằng là chính vì cái sự ngăn cấm của cái nhà cầm quyền cộng sản, chính vì những cái thủ đoạn mà họ làm với tôi, thì chính là họ đã phong thánh cũng như là dựng tượng tôi rồi. Đó. Chứ nếu không nhờ những cái thủ đoạn bẩn thỉu của họ thì chắc chắn rằng cái tên tuổi và cái sự ảnh hưởng của tôi nó không lớn như ngày hôm nay. Đó. Nó không nhiều người biết đến tôi như ngày hôm nay. Đó. Và có lẽ là tôi theo tôi là nhà cầm quyền cộng sản ấy, họ nên coi lại. Bởi vì họ dùng những thủ đoạn này hoàn toàn là những cái thủ đoạn của từ khi họ cướp được chính quyền đến bây giờ. Nhưng đến bây giờ ấy, thì đất nước vũ trụ cũng xoay vần, mà đất nước thì cũng tiến theo một cái nhịp tiến, cho dù bị họ kìm hãm nhé, thì đất nước này cũng phải ảnh hưởng ở với cái xã hội văn minh. Thì không thể nào họ cứ giữ mãi một cái cách độc tài, độc tôn, độc đoán như thế để họ hành với người dân. Tôi cho rằng là cái thất bại đối với họ nó sẽ còn nặng nề hơn rất nhiều. Đó. Và cái lòng can đảm của người dân, cái lòng can đảm của chính cá nhân tôi, nó cũng từ tất cả những cái sự việc hèn hạ của họ mà thúc đẩy chúng tôi. Thưa chị, thì trong cái khoảng thời gian hiện nay đó, kể từ khi mà mãn hạn tù đến giờ, thì nhà chị có bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp hay không?
và họ có còn tiếp tục dùng những cái thủ đoạn như là khủng bố, đàn áp và cô lập chị như vậy và bôi nhọ chị? À, dạ thưa tất cả khán thính giả, là chưa bao giờ họ từ bỏ, như lúc nãy tôi nói đấy, chưa bao giờ họ từ bỏ. Đó, họ đã làm rất nhiều những cái chuyện mà bôi nhọ tôi. Thậm chí đó là trong cái năm 2012 khi mà họ bắt tôi á, thì họ đã đưa kéo cả gia đình tôi vào một cái cuộc đấu tố tôi ở trên đài truyền hình. Đó. À, họ dùng cái đài truyền hình và báo Hà Nội Mới của Hà Nội để tuyên truyền và đánh phá, lôi kéo gia đình tôi vào để gây ra một cái cảnh mà huynh đệ tương tàn. Họ hăm dọa, họ cô lập, họ nói xấu, gây chia rẽ toàn bộ những người thân, bạn bè và kể cả con cái tôi. Đó. Họ thậm chí là con của tôi á, là bị an ninh Vũng Tàu đe dọa. Đấy. Mục tiêu của cái cuộc đe dọa đó là ép các cháu phải nói ra những cái câu chuyện không có để mà gây bất lợi cho mẹ mình. Khi mà không ép được con tôi thì hăm dọa bằng cách là cho nhà trường đuổi học. Đó. Thậm chí khi mà cháu lớn đó là Trần Bùi Trung mà bị bắt vào trong trại thì an ninh đã vào tận trại làm việc, cũng là một cái chính sách là bắt ép cháu phải nói những cái điều bất lợi cho mẹ mình. Mà lúc đó tôi thì bị bắt ở ngoài Thanh Hà. Để... sau đó thì cháu không làm theo. Và kể từ đó thì họ còn rất nhiều những cái chính sách để mà phá rối gia đình của tôi nữa. Trong cái việc mà đấu tố tôi ở trên đài truyền hình Hà Nội đó, bây giờ vẫn còn tất cả những cái thước phim đó, đó. Thì nó có một cái chi tiết, tức là họ dùng những cái con người mà ở trong cái hệ thống của họ, có nghĩa là đảng viên, em ruột của tôi là trưởng phó phòng, là phó phòng tài nguyên môi trường thị xã Sơn Tây, là đảng viên Đảng Cộng sản. Cái người em đó đã từng phát biểu ở trên đài truyền hình Hà Nội là tôi là cái kẻ mà đập mả bố mình. Đó. Thế thì tôi nói là một cái điều mà tôi nói thật là cái chế độ này nó thối nát và khốn nạn. Nó để cho người ruột thịt đánh nhau. Và thậm chí nếu bây giờ ấy, mà nếu như đất nước này thật sự nghiêm minh, có pháp luật, đó, thì tôi nói là ngay tôi, nếu mà giả thử bây giờ tôi muốn làm cho đúng ra, tôi sẽ yêu cầu xử lý, điều tra cái vụ mà chính em tôi tuyên bố. Em tôi nói rằng tôi đập mả bố mình. Có nghĩa rằng nếu tôi đập mả bố, tại sao công an và an ninh chính quyền Sơn Tây không khởi tố vụ việc là phá cách mỏ mặt? Có quy định trong luật rõ ràng đúng không? Thế thì nếu như có người tố cáo tôi mà lại là người chính, là người trong gia đình tôi như thế, thì tại sao công an và an ninh không làm, không điều tra ra và đưa tôi ra xét xử về những cái tội như thế, mà lại phải phục kích để bắt tôi ở ngoài đường? Đó. Cho nên những cái kẻ mà nó luôn luôn bịa đặt dựng chuyện ra thì nó luôn luôn để những kẽ hở. Nhưng nếu ngược lại bây giờ tôi làm cái điều đó cho đến cùng, đúng không ạ, thì có nghĩa rằng tôi sẽ yêu cầu xử lý đúng người ruột thịt nhà tôi. Đây là một cái kế sách hết sức khốn nạn, dã man của nhà cầm quyền cộng sản. Nó đánh vào những cái mà mâu thuẫn gia đình, nó đánh vào những cái con người mà ăn nói hàm hồ đồ quen rồi. Đó, bây giờ ngay cái cô bảo em của tôi là đảng viên đó, nếu tôi yêu cầu phải xử lý cô ta thì sẽ phải xử lý tội gì ạ? Là tội vu khống, nhục mạ người khác. Đó. Bởi vì cái mộ của bố tôi như thế nào thì cái người mà bán đất để đặt ngôi mộ của dòng họ tôi trong đó chính là người cùng với tôi cho bố tôi, chính là người được tôi nhờ và tôi gửi tiền cả một năm trời để người ta nhang khói cho bố tôi khi mà tôi ở xa. Đấy. Còn ngoài ra có những người đi với tôi từ trong Vũng Tàu ra để xây mộ bố tôi ra làm sao. Bản thân tôi đã làm những điều gì cho gia đình và xã hội thì tất cả nhiều người biết, nhưng họ dùng những cái đó để bôi nhọ tôi. Đó. Và có những lúc tôi cảm thấy rằng rất cay đắng. Nhưng càng như thế thì càng thúc đẩy tôi phải dấn thân vào cuộc đấu tranh này. Là bởi vì tại sao? Ai gây ra những cái thảm họa? Ai gây ra những cái đau khổ từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội? Đó. Mà cuộc đời tôi là một nạn nhân. Đó. Cuộc đời tôi là một nạn nhân của chế độ tà quyền cộng sản. Một nạn nhân của một cái chế độ thối nát. Đó. Mà con người không sống với nhau bằng đạo lý, chỉ vì đồng tiền mà không nghĩ đến cốt nhục. Cho nên từ cái chỗ đó tôi nói rằng là khi cả nhà tôi lên TV, báo đài để mà đấu tố tôi, cái hạ hê nhất cộng sản nó tưởng nó làm được, đấy là cái chuyện đánh gục một cái hình tượng của tôi. Thực ra thì
Thực ra thì chính chỗ đó lúc đó đặt những viên gạch đầu tiên để xây nên cái tượng của Bùi Thị Minh Hằng. Bởi vì tôi không làm gì cả, tôi chỉ là một cái cá nhân trong một xã hội, một người đàn bà mà gặp trắc trở trong hôn nhân, một mình phải nuôi ba đứa con từ năm 28 tuổi đến bây giờ. Tôi không làm gì, tôi không là chính trị gia, tôi không làm nhân vật gì mà quyền thế để họ đánh phá tôi cả. Nhưng mà họ lại dùng đến những cái mà nhơ bẩn nhất. Họ tưởng rằng làm như thế thì họ dập được cái tên tuổi của tôi. Nhưng mà chính từ những cái hành động đó của họ, nó mới lòi ra cái bất nhân. Và chính từ những cái việc làm đó của họ mới khiến cho một cái bộ phận trong xã hội, trong đó có rất nhiều thành phần từ nhân sĩ trí thức, từ các luật sư, đó, từ những người mà dân oan, họ nhìn nhận tôi. Tôi nhớ rằng năm 2011 tôi bị bắt đi tù, vừa tôi bị bắt vào những trại tập trung đó, thì đã có những người cựu chiến binh đứng ra viết thư xin đi tù thay cho tôi. Đó. Và sau này tôi được tìm hiểu đó, thì tôi được biết rằng từ những cái cách làm mà bẩn thỉu, tàn ác, nhơ bẩn, hạ cấp của nhà cầm quyền cộng sản nói chung và nhà cầm quyền Hà Nội nói riêng, đã khiến cho tất cả những người đó họ tìm hiểu về tôi, họ nhìn ra được cái bất chính của cái hệ thống tư pháp, của cái cơ quan truyền thông của đảng. Đó. Họ nhìn thấy cái sự thối nát bẩn thỉu của cái xã hội chế độ này. Cho nên từ đó họ đứng về phía tôi. Vậy thì nhà cầm quyền cộng sản có phải rằng ấy, à, họ không có chính danh, họ dùng những trò bất chính hậu quả. Đó. Họ nhận một thân một mình nuôi con từ một người phụ nữ chỉ biết kiếm tiền, lo gia đình và làm những công tác xã hội là giúp đỡ những người nghèo. Để cho đến bây giờ tôi trở thành một con người đấu tranh và đấu tranh không khoan nhượng đối với họ nữa. Họ kết luận tại sao có cái câu rằng là tôi tốt nghiệp loại yêu là bởi vì họ càng đưa tôi vào những cái hoàn cảnh trớ trêu, họ càng đưa tôi vào nhà tù hay những cái nơi giam cầm hành hạ tôi đến mức độ khốc liệt nhất, mà họ không giết nổi tôi, họ không khuất phục được tôi, thì có nghĩa rằng họ đã bị tôi khuất phục. Đó. Cho nên đấy là một cái câu tại sao tôi khẳng định là tôi đã tốt nghiệp loại yêu. Bởi vì trong cái chế độ nhà tù khốc liệt và nghiệt ngã, trong cái chế độ nhà tù mà tận cùng của khốn nạn đối với cuộc đời của một con người, thì họ đã dạy cho tôi thêm rất nhiều những cái mánh khóe ra họ. Họ đã dạy cho tôi cách nhìn nhận ra chân dung của từng thể loại người mà tôi phải tiếp xúc, tiếp cận. Và một điều nữa là ở một cái nơi như thế, tôi đã làm được những việc khiến cho lương tâm con người thức tỉnh. Và có những người từng là cán bộ quản giáo, từng là bác sĩ, từng là những người mà cầm tù tôi phải nhận ra rằng cái nhà cầm quyền cộng sản họ sai trái đến mức độ này. Người của họ nhé, người của họ đang ăn lương của chế độ là này hả? Họ muốn rằng họ muốn người ta phục tùng họ và hoàn toàn để phục vụ cho họ, thì tại sao họ lại làm để cho tôi, cái người họ muốn tiêu diệt và cầm tù, thức tỉnh được những con người đó? Bởi vì tại sao? Bởi vì tôi có chính nghĩa đó. Tôi có chính nghĩa, tôi chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường. Tôi không phải là một chính trị gia, tôi không phải là một cái người nào đó mà nổi tiếng hay là có một cái công hiến gì lớn lao cho xã hội cả. Nhưng chính nhà cầm quyền cộng sản này đó, đã hành xử những gì để rồi cuối cùng cái tên Bùi Thị Minh Hằng này được nhắc đi nhắc lại, được mọi người buộc phải quan tâm, và cuối cùng họ đẩy đến những tình huống để những hành xử của tôi, sự bất khuất của tôi phải đi vào lòng người. Đấy là do họ, đấy là hoàn toàn do họ nhé. Và tôi cảm ơn họ. Tôi cũng có lời mà ngay khi ra khỏi cổng trại, tôi cũng có lời cảm ơn nhà cầm quyền cộng sản này, bởi vì họ đã bắt tôi đi tù đó. Cho nên tôi mới học và tốt nghiệp được một cách là yêu ở trong cái môi trường do chính họ lập ra. Thưa chị, thì phải trải qua những cái ngày tháng bị giam cầm cũng như là có nhiều lần bị tuyệt thực,
thế nào? Trời đất sinh ra tôi đó, và cho cha mẹ là cái người mà để là cái cửa để tôi mở cửa, là sinh ra trên đời này. Nhưng mà có lẽ là trời đất sinh mới là người thực sự sinh ra cho tôi, ban cho tôi tất cả sức khỏe cũng như là sức mạnh. Thì tôi thấy rằng là không chỉ riêng 3 năm ở tù mà bản thân tôi đã trải qua một cái cuộc đời hết sức là nhiều thăng trầm, khó khăn và vất vả. Nhưng cho đến giờ này thì đấy, sau những ngày tháng ở tù, tôi chỉ có là ốm đau do tuyệt thực quá dài đó. Thì một số cái căn bệnh nó cũng không đến nỗi là thời điểm này tôi thấy nó cũng không có gì nguy hiểm lắm. Ví dụ như là bao tử hay là một số cái bệnh về đường ruột này khác á, thì nếu tôi vẫn giữ cái sinh hoạt mà nề nếp một chút thì tôi không thấy có ảnh hưởng gì lớn. Đó, sức khỏe của tôi ổn định rất là nhanh sau cái ngày mà tôi ra tù đó, và ăn trở lại thì tôi đã hồi phục được gần như là đầy đủ, và tôi thấy rằng là không có cái vấn đề gì lớn lắm vì tôi cũng có tuổi rồi. Bây giờ tôi cũng không còn như là 5-10 năm trước nữa, thì tôi nghĩ rằng có lẽ nó cũng phù hợp thôi ạ, phù hợp với cái phát triển mà bình thường của tôi thôi. Dạ, thì chị có biết gì về tình hình hiện tại của những cái nữ tù nhân chính trị khác hay không, như là chị Cấn Thị Thiêu, như là mẹ nấm, blogger mẹ nấm Ngọc Quỳnh, như là chị Thúy Nga, Trần Thị Nga, hay là chị Phạm Thanh Nghiên cũng đang bị giam cầm hiện nay? Dạ, thưa toàn thể khán thính giả, là sau khi tôi ra tù thì tôi có một chuyến thăm dành với gia đình nhà tù nhân Đặng Thị Minh Mẫn. Ở đó thì tôi cũng đã được nghe mẹ của Minh Mẫn, là cũng là một tù nhân lương tâm, cũng kể lại, thì tôi biết sơ được tình hình là hiện tại thì Đặng Minh Mẫn vẫn đang bị giam ở ngoài Nghệ An. Còn Trần Thúy Nga và cô Quỳnh đó, thì tôi nghe tin bị bắt lúc tôi ở trong trại, nhưng mà tôi cũng chưa có thời gian để mà tìm hiểu và gặp gỡ gia đình những người này và để thăm hỏi gia đình những người này. Nhưng riêng ở cái trại gia chung mà chỗ giam giữ tôi đó, thì sau khi tôi lên đó một thời gian thì họ tiếp tục chuyển đến đấy, và hiện nay ở tại đó thì có 3 tù nhân chính trị. Một là chị Cấn Thị Thêu, là dân oan của Dương Nội. Hai là chị Trần Thị Trí, là dân oan của Bình Dương. Và ba là Ngô Thị Ước, là dân oan của Tây Ninh hay là Bình Phước gì đó. Thì hiện nay là trên trại đó còn 3 chị này. Và trong quá trình mà tôi ở trại gia chung ấy, thì tôi biết được là ở đó có mấy chục tù nhân cũng là tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm của đồng bào ED. Chờ Tết cái trước khi tôi về đó, thì tôi có được tiếp xúc nhanh với họ khi mà ra sân chơi chung, thì cũng nắm được là cũng họ cũng những cái tội danh tương tự như mình thôi. Rồi họ cũng bị những cái tội danh như đàn áp tôn giáo, rồi họ cũng khép vào những cái tội gây rối trật tự công cộng. Thì cũng có những cái anh là cũng đi 2-3 lần rồi, thì tôi cũng về có phản ánh lại những cái điều này với bên mà phụ trách về tù nhân lương tâm với tù nhân tôn giáo đó, về một số vấn đề về những cái đời sống của những người trong tù. Thế nhưng mà riêng ở cái trại gia chung đó, thì sau cái quá trình mà tôi ở đó và những cái tháng ngày mà đấu tranh không khoan nhượng và rất quyết liệt, thì đời sống nhiều mặt của tù nhân nói chung và của tù nhân chính trị nói riêng thì được cải thiện rất là nhiều. Cái đó thì cũng phải nói rằng là tôi cũng ghi nhận là một cái sự thay đổi rất là lớn ở trong cái tư duy nhận thức, trong cái tinh thần của một số cán bộ mà có trọng trách. Họ cũng có nói rằng ấy, là thực ra họ không có được tìm hiểu kỹ lắm về những người như chúng tôi, và họ cho rằng là họ cần phải tìm hiểu nhiều hơn để có cái tiếng nói chung đó. Thì tôi cho rằng là cái quá trình mà tôi ở như thế là cũng đã thay đổi được cái nhận thức của nhiều người đó. Thì còn lại những cái tù nhân khác thì nói thật lòng là tôi về có quá nhiều cái khó khăn riêng của gia đình, cho nên là tôi chưa có thời gian, và tôi cũng đã rất rất muốn là có thời gian điều kiện để ra thăm gia đình của Trần Thúy Nga, là bởi vì là còn quá nhỏ,
Bản thân tôi với Nga ngày xưa thì cũng có nhiều lần được sát cánh với nhau. Thế cho nên là trong cái những người mà bị bắt ấy, có lẽ là tôi dành cái tình cảm và cái sự lo toan đến nghĩ đến Nga nhiều nhất. Thưa chị, như chị vừa chia sẻ là những cái ca tù đó có vẻ như là có cái sự cải thiện về cái mối quan hệ giữa họ và cậu cũng muốn có một tiếng nói chung. Như thế thì còn đối với những cái người cán bộ địa phương của chị thì sao? Họ có cái thái độ về cái việc mà đối với chị như thế nào? Họ có còn có cái thái độ mà muốn đàn áp chị hay không, hay là có thái độ tình trạng khủng bố với đối với gia đình của chị hay không? À, thưa toàn thể khán thính giả, tức là từ khi bị bắt cho đến ngày mà tôi trở về là 36 tháng đó, thì thực tế là tôi 34 tháng tôi sống trong một cái sự cùng kẹt, phân biệt đối xử đó, và rất là thậm tệ. Những cái ngày tháng đó là những ngày tháng mà tôi đấu tranh không ngừng nghỉ đó, tôi chưa bao giờ mà thỏa hiệp bất cứ một cái điều gì sai đối với họ. Bởi vì tôi có nói với họ ngay ban đầu, tôi nói là tôi có thể tuân phục những cái điều gì thuộc về quy định chính sách mà đúng, nhưng mà tôi không bao giờ khuất phục. Cho nên những ai mà có ý tưởng mà muốn khuất phục tôi thì tốt nhất là hãy quên đi. Thế thì những cái ngày đầu mặc dù tôi nói như thế, nhưng mà không biết là vì họ buộc lòng phải làm theo một cái chỉ đạo ở đâu, hay là chính bản thân họ họ đều nuôi một cái hy vọng rằng khi họ cầm tù được những người đấu tranh thì ở trong bốn cái bức tường nhà tù đó họ có thể khuất phục được chúng tôi, họ có thể biến đổi chúng tôi thành những cái con người theo ý của họ. Thì cái đó tôi không dám khẳng định, nhưng mà tôi nhìn thấy đó, thì ở cái khu vực tạm giam cũng thế, nói chung rằng mặc dù thi hành những chính sách vô cùng khắc nghiệt với chúng tôi, nhưng mà trong con mắt của một số cán bộ quản giáo trại giam cũng như là một số người phụ trách thì tôi thấy rằng là họ luôn luôn dành cho tôi một cái sự gọi là quý quý này. Họ dùng cái từ yêu ái, nhưng mà tôi các phạm nhân khác khác họ cũng dùng với chúng tôi cái từ yêu ái, nhưng mà tôi thì cho rằng không phải là yêu ái đó, là bởi vì nếu mà yêu ái thì họ đâu có bắt một người không có tội đi tù. Thế nhưng mà chính cái việc mà không có tội mà cầm tù chúng tôi của nhà cầm quyền cộng sản thì mới buộc cái lương tri của con người đó, bởi vì tôi cho rằng bản thân tôi hay là tất cả những cái cán bộ quản giáo, tôi nhớ là ở trại giam Gia Trung có một ông phó giám đốc, bây giờ ông về hưu rồi, thì trong một cái lần tiếp xúc với tôi ấy, thì ông có nói một câu như này, ông nói là tôi nói thật với chị là ai sao tôi không biết, nhưng mà riêng trong con mắt tôi bỏ tù những người như chị là một sai lầm. Đó là nguyên văn lời nói của ông này. Và ông có nói thêm một câu nữa, ông nói rằng là ở cái môi trường mà nhà tù đó là cái môi trường mà dễ tu nhân tích đức nhất. À, có nghĩa là tôi có thể hiểu cái ý của ông ấy là họ luôn luôn muốn làm những cái điều mà theo đúng cái tiêu chí của họ. Cái tiêu chí của họ là gì? Là giáo dục và cải tạo một con người, nhưng mà là giáo dục cải tạo những con người lầm lỗi và phạm tội. Chứ còn đối với chúng tôi thì chúng tôi không hề có tội. Nếu như có phải gọi đây là một cuộc chiến đấu thì đây là cuộc chiến đấu giữa chính nghĩa và cái tà đó. Bởi vì chúng tôi có đòi hỏi những cái gì mà không đúng đâu, chúng tôi đòi hỏi cái quyền con người mà được chính các ông đã ký trước công ước quốc tế, được chính ông Hồ Chủ tịch, cái vị lãnh tụ cao quý nhất của ông đó, đọc liên ngôn tuyên ngôn độc lập vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đó, thì khai sinh ra cái đất nước Việt Nam này, đã trao những cái quyền đó cho tất cả những con người. Và cái quyền đó phải được hiểu rằng là con người ta được hưởng từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi và ngang bằng nhau. Cho nên là không thể nói rằng là các ông có quyền mà chúng tôi không có quyền được. Đó, tất cả những người tù đó họ có thể chỉ sai phạm về luật pháp. Ngay bản thân tôi không sai. Nhưng khi có bản án họ cầm tù tôi vẫn chấp nhận một số cái quy định. Giống như cái người mà gọi là họp chợ thì chấp nhận cái quy định của ban quản lý chợ đấy. Nhưng không có nghĩa rằng là họ bắt chúng tôi phải làm tất cả theo cái ý của họ. Và ngay tại trong trại tôi cũng tuyên bố thẳng thừng là tôi chống. Thì cho đến cuối cùng đó thì chính họ là cái người mà trực diện với chúng tôi. Đó, họ là con người thôi,
họ cũng phải biết phải trái đúng sai chứ ạ. Thì mới cách đây một ngày tôi có đăng lên mạng Facebook một cái status, có trong đó tôi chụp hai tấm hình, một cái tấm hai cái tấm hình đó đó là từ một cái comment của một cái vị nào đó trên YouTube, hai cái đều trên YouTube. Thế thì tôi đọc, tôi nhận ra cái giọng nói của một vài cán bộ trước đây họ từng nói với tôi ở trong đó. Nội dung của cái câu đó đó là chúc mừng chị trở về với gia đình, chị hãy bỏ lại ở đằng sau cánh cửa nhà tù nhỏ tất cả những thù hận oán hờn đó, để mà tiếp tục con đường mà chị đi còn trông gai và dài đó. Đại loại tôi không nhớ hết từng câu từng chữ nhưng mà nó là như thế. Thì mong cho tôi đạt được tất cả những cái kết quả trong cái chặng đường tôi đi. Thì từ cái chỗ đó, đó những câu này đó tôi đã nghe có một vài người nói với tôi trong 3 năm, vào những thời điểm mà họ nói với tôi những câu chuyện rất tình nghĩa, rất con người, khi mà họ đã hiểu được tôi đó. Thế thì từ cái chỗ đó đó thì tôi cho thấy rằng là cái Đảng Cộng sản Việt Nam họ vô cùng sai lầm khi mà họ cứ buộc tất cả những con người sống trong cái chế độ này phải gian dối đó. Gian dối ở chỗ nào? Luật pháp họ đưa ra một đằng nhưng họ làm theo một nẻo. Thì bây giờ chính những cái con người trong xã hội này đó, họ không có thể, bởi vì không có thể nào mà chỉ có những kẻ mà đôi mù đấy, câm điếc, thiểu năng thì mới không thấy được những cái mà trái ngược nhau như thế. Cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là phải, cái nào là trái. Thì tất cả những con người bình thường nhất đều nhận ra. Và ở trong cái môi trường sống giữa con người với con người, giữa những người tù với người tù, họ đều nhận, giữa những người tù và cán bộ, họ đều nhận ra những cái đúng sai đó chứ không phải không. Khi tôi chưa vào tù, tôi thấy họ lấy cái quyền của họ là quản giáo, là cai ngục để họ cai trị những người tù. Nhưng chỉ một thời gian mà tôi lên tiếng đấu tranh quyết liệt trước những cái hành xử đó, tất cả những cái hành xử đó nó dần bớt đi. Tôi không biết nó có duy trì được hay không, nhưng mà khi tôi về thì tôi thấy là những cái tệ nạn đó nó giảm đi rất nhiều. Nó đem lại cái quyền lợi trực tiếp cho vô số những con người sống ở trong đó. Và tôi cũng cắt nghĩa để cho họ thấy tất cả những cái việc họ làm với tôi đó, từ cái việc mà họ để tôi xuống đất nhé, rồi họ làm những cái chuyện mà phân biệt đối xử với tôi, thì cuối cùng họ đều bị phản tác dụng hết. Và chính cán bộ ở đấy họ thừa nhận là những cái việc đó đều phản tác dụng đó. Chính cái việc họ o ép tôi, họ phân biệt đối xử với tôi, họ thậm chí họ đe dọa khủng bố này khác tôi, họ đều bị nhận lại cái kết quả là phản lại, phản ngược lại hết. Và họ tự họ thốt ra một điều rằng những cái lúc họ ngồi tâm sự với tôi hàng mấy tiếng đồng hồ ấy, nó giá trị hơn cả việc họ dùng cái gọi là cái quyền lợi đen của họ để họ đẩy tôi vào nhà kỷ luật. Chính họ thừa nhận, họ nói là cuộc nói chuyện hôm nay với chị giá trị hơn rất nhiều nếu như tôi đưa chị đi nhà kỷ luật. Bởi vì tôi biết nếu như tôi đưa chị đi nhà kỷ luật là sẽ bị tác dụng ngược. Đó. Tôi rất đồng ý với họ điều đó. Và có lẽ đấy mới là lúc họ nhận ra, bởi vì họ không thể nào khuất phục tôi được. Họ đã thử hết rồi, họ đã làm đầy đủ mọi thứ rồi. Đó. Thế cho nên là tôi thấy rằng ấy, tôi vẫn nói một câu rằng là thật thà là cha quỷ quái. Chúng ta làm cái điều gì thì chúng ta làm đúng lương tâm, chúng ta làm đúng đạo đức, chúng ta làm đúng những quy định của pháp luật. Ở chỗ nào cũng phải có quy định, mà quy định nó phải phù hợp. Tại sao phải có hiến pháp, tại sao phải có luật pháp? Luật pháp của một quốc gia, luật pháp của quốc tế, đấy, đều có cả. Thế thì tại sao cái nhà cầm quyền cộng sản này họ lại không thực thi những cái điều mà do chính họ đặt ra mà họ lại cứ làm ngược lại? Họ làm ngược lại thì họ sẽ vấp phải những cái sự phản kháng đó. Mà tôi là một ví dụ. Thưa chị, thì sau khi mà chị đã được được tự do rồi thì chị nhận định thế nào về cái tình hình đất nước hiện nay, về vấn đề nhân quyền, về vấn đề cái quyền con người đó, và về vấn đề môi trường, về vấn đề mà tự do dân chủ, cũng như là về vấn đề tự do về tôn giáo thưa chị? Thưa quý khán giả, tức là hiện nay ở cái đất nước Việt Nam ấy, thì tất cả cái hiện tình xã hội
nó đang trong ở trong một cái tình trạng rối ren. Sau 3 năm tôi ra tù thì tôi thấy rằng phong trào đấu tranh cũng lên cao, nhưng ngược lại thì những cái mà những cái tệ nạn xảy ra trong đất nước cũng lại càng ngày càng khốc liệt. Những gì tôi được chứng kiến trong 4 tháng qua thì chắc chắn không phải là đầy đủ, nhưng mà tôi đã nhìn thấy là càng ngày, thứ nhất là cái vấn đề về 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 môi trường, điển hình là cái vụ Formosa, họ bất chấp cái quyền lợi của dân tộc, của người dân, họ bất chấp cái tính mạng của những người dân trong cái đất nước này, tất cả chỉ bởi vì những cái lợi ích riêng đó. Mà cái mà mọi người vẫn dùng nó là của nhóm lợi ích, đấy là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai là sau những cái sự phản kháng của những người dân miền Trung đó, thì đặc biệt là ở cái lực lượng là công giáo, bởi vì hầu hết cái giải đất miền Trung đó là bà con công giáo đông, thì họ lại lấn sang một cái hướng là khủng bố và đàn áp tôn giáo. Cái khủng bố đàn áp tôn giáo từ xưa đến nay ấy, nó vẫn có. Bởi vì tôi bị bắt cũng bởi vì là tôi bắt đầu có những cái sự quan tâm đến bà con Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây. Tôi đã về tìm hiểu một thời gian dài về những cái sinh hoạt, về những cái tại sao mà Phật giáo Hòa Hảo miền Tây lại bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp rất là nặng nề, và tại sao những người Phật giáo đó họ có thể là dũng cảm, họ quật cường đến mức độ rất nhiều trường hợp họ tự thiêu đó. Thì tôi đang tìm hiểu cái vấn đề đó thì tôi bị bắt. Thì tôi cho rằng ấy, cái vào trong nhà tù tôi tiếp tục gặp một số đồng bào ED đó là của cái đạo Tin Lành, thì tôi cho rằng cái vấn đề tôn giáo ở Việt Nam từ xưa cho đến nay những vấn đề đưa lên là hoàn toàn có cơ sở. Nhà cộng sản Việt Nam họ luôn luôn chối, họ nói rằng họ không hề khủng bố tôn giáo, họ không hề đàn áp tôn giáo, rồi họ ở đất nước Việt Nam được sinh hoạt tôn giáo bình thường. Không có bất cứ một người nào ở tôn giáo nào, chỉ cần không đi theo đúng cái đường lối của đạo, thì đây không phải là không đi đúng hiến pháp pháp luật, tất cả chúng tôi đang làm đúng hiến pháp pháp luật, nhưng chỉ cần không đi đúng đúng cái đường lối của đảng thôi, thì họ đã tìm mọi cách để họ dập tắt rồi đó. Thế thì có nghĩa rằng họ hoàn toàn không tuân thủ luật pháp và hiến pháp đó, mà họ chỉ có độc đảng và độc tài. Họ độc đảng, họ lấy cái độc đảng độc tài của họ để họ ngồi lên trên cả dân tộc, họ ngồi lên trên cả hiến pháp và luật pháp đó. Và đến bây giờ nó thêm một cái hiện tượng nữa mà rất nhức nhối trong xã hội, là tôi đã thấy rằng họ bất trí, bất lực, họ không còn lý lẽ nữa, thì họ đi đến đường cùng bằng cách họ sử dụng những cái thành phần mà vô danh tiểu tốt ở ngoài xã hội, nhưng mà đủ mức độ mà càng láo, ăn càng, nói càng, làm càng đó. Thì vừa qua nó xảy ra những cái vụ việc mà nó mang cái tính chất là không bất ổn trong vấn đề an ninh trật tự xã hội, là như cái chuyện mà cho một cái thằng gọi là thằng Phan Hùng mà vào nhà để đánh mấy phụ nữ đó. Rồi đến cái việc họ kéo cả công an, dân phòng, rồi lực lượng xâm mình xâm mẩy, bây giờ ở chính quyền họ có thêm cả cái lực lượng xâm mình xâm mẩy nữa đó, thì mang ống tuyếp sắt vào đập phá một cái cửa tiệm ở quận 12. Tất cả những cái đó nó cho thấy điều gì? Nó cho thấy một cái điều rằng nhá, bây giờ họ không cần dùng đến luật pháp nữa, họ không cần dùng đến lý lẽ nữa, bởi vì thực tế là họ không có lý lẽ để nói chuyện với cả người dân đó, thì họ dùng đến những cái thành phần ấy. Rồi nó thêm nữa cái sự nở rộ công khai của cái gọi là truyền thông thông tin đó, các cái mạng trang mạng xã hội, nó náo loạn, tất cả nó đều náo loạn. Mà tôi thấy ví dụ như là ai thành phần nào cũng có thể lên để mà tự livestream để nói, cho nên nó không còn những cái tiếng nói, nó không chỉ là riêng những cái tiếng nói mà để phục vụ cho cái cuộc đấu tranh để làm cho cái xã hội nó tốt đẹp lên, mà nó có những vô số kể những cái mà truyền thông rác rưởi bậy bạ. Tôi hỏi rằng là một cái nhân vật nhé, mà xưng danh là phụ nữ miền Tây gần đây, tôi đã gửi cho tôi rất nhiều, nhưng tôi không có thời gian để xem,
những cái đó. Thế nhưng mà cũng có một hai cái mà tôi vào tôi xem thì tôi không thể là tưởng tượng nổi là cái mức độ mà như thế. Nó vô văn hóa, nó vô luật pháp, nó vô kiến thức đó, mà nó vẫn được tồn tại và được bảo kê. Bởi vì tại sao những cái kẻ này lên kẻ nào cũng xưng danh, xưng hùng, xưng bá đấy. Những cái nhân vật mà một cái cô gọi nhận là người miền Tây là Thái Ngọc Nhiên gì đó, thì cô nhận cô là vợ công an nhé. Thế nhưng mà ngay khi nghe cô ta nói đấy, thì không thể nào chấp nhận nổi. Cô ta không có một cái sự hiểu biết gì về hiện tình xã hội, hay là hiểu biết mà cô ta cố tình cãi ngang cãi cùn. Nhưng tôi cho rằng cái cách ăn nói đó thì hoàn toàn không hiểu biết gì cả đó. Rồi cô ta lặp đi lặp lại những cái chuyện là gặp, tức là những cái thành phần đối kháng đó, là gặp đâu là đánh, đánh chết mẹ. Thế thì tôi thử hỏi rằng đến giờ này nó ở đâu ra một cái xã hội bất nhân, nó được tồn tại bởi những kẻ bất nghĩa đó, một cái xã hội mà nhơ nhớp nó tồn tại bởi một cái bãi rác, thì hiện nay đất nước Việt Nam đang rơi vào cái tình cảnh đó. Mà nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân là thượng bất chính, ắt sinh hạ bất loạn. Cái đó chính là từ cái sự mà lãnh đạo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đó. Nó được tồn tại bởi những con người không có tâm, không có tầm, không có một cái ý thức gì để nghĩ đến dân tộc, tổ quốc và nhân dân, mà họ chỉ nghĩ đến cái quyền hành, cái túi tham của gia đình, của dòng họ, của cá nhân họ thôi. Đấy là cái hiện tình đau xót của đất nước này. Đó là nó nảy sinh ra trong một cái gia đình cũng thế, trong một cái cơ quan xí nghiệp cũng thế. Tất cả nó ở cái trọng, nó đổ lên vai trọng. Tại sao lại sinh ra lãnh đạo? Nếu như mà không cần ai lãnh đạo thì nó là con hồi vô phèn rồi. Người ta phải cần lãnh đạo từ một cái bộ máy lớn cho đến bộ máy nhỏ. Đó. Cái bộ máy nhỏ phải móc xích cái bộ máy, nhiều bộ máy khác nhau để trở thành một cái hệ thống. Đó. Thế thì thử hỏi rằng cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam này trong cái giai đoạn vừa qua họ đã điều hành đất nước như thế nào, họ điều hành đất nước như thế nào mà để bây giờ đất nước lâm vào cái tình cảnh nợ công, để đất nước lâm vào cái tình cảnh mà tài nguyên tất cả mọi thứ đều kiệt quệ. Đó. Họ điều hành như thế nào mà để cái đời sống người dân đó, bây giờ đổ lên đủ cái thứ loại thuế, loại phạt, đủ các loại chính sách không giống ai, đập phá vỉa hè rồi cho thuê lại đó. Thì thử hỏi là gây ra rất nhiều cái bức xúc trong nhân dân. Thì thử hỏi rằng đó họ đã làm gì mà họ luôn luôn kêu gào cái chuyện là phải lấy cái niềm tin trong nhân dân. Trước đây họ đề cao vai trò của họ, họ cho rằng họ chiến thắng, họ chiến đấu, họ chiến thắng nhiều những cái đế quốc lớn đó. Họ là trải qua những cái giai đoạn khó khăn của đất nước. Thì thử hỏi rằng nếu họ đã làm được điều đó, tại sao thì họ không giữ được cái thành quả đó? Bởi vì do họ tha hóa những cái cựu đảng viên, những con người một thời nhiệt huyết với xã hội như một luật sư, như là luật gia Lê Hiếu Đăng. Trước khi chết tôi đến thăm bác tại cái bệnh viện đó, tôi nắm cái bàn tay của bác ấy. Và trong cái lá đơn mà bác gửi để từ đảng đó, thì bác đã nói là bây giờ bác không thể đứng chung hàng ngũ với những kẻ biến thái. Họ đã làm gì với đất nước, với dân tộc này? Họ đã làm gì để mà từ cái đám tang của những người mà bất đồng chính kiến, họ cũng cho một cái lũ đầu trâu mặt ngựa, đầu hươu tráng khỉ được mang danh là cái ngành an ninh đi đến đó để mà giật từng cái băng tang ở những cái vòng hoa. Thì tôi thấy rằng là họ không còn có thể được gọi là nhà nước và chính quyền nữa. Không đến gọi họ, không ai thực sự trong tâm để mà tâm phục khẩu phục với một cái nhà nước chính quyền mà lại bất chính như thế cả. Đó. Thế thì trở lại cái tình hình đất nước hiện nay là ra sao? Có lãnh đạo không? Tôi cho là không có người lãnh đạo. Đó. Mà nếu có chăng người nào đó là lãnh đạo thì tôi nói rằng đấy là những kẻ giặc giã đang đưa đất nước và dân tộc này đến cái bờ, có đến cái vực thẳm của một cuộc nội chiến tương tàn, đang đưa cái đất nước này đến một cái thảm cảnh của đói nghèo và lạc hậu. Bởi vì không một ai trong xã hội này chấp nhận bất công cả nhé. Bất công hay bị tấn công thì chắc chắn họ sẽ vùng lên, đấy là cái bản năng sinh tồn, bản năng sinh tồn thôi.
bắt buộc họ phải 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 giữ cái cuộc sống của họ. Thì liệu rằng họ có thể để yên để cho tất cả những cái kẻ mà mang danh chính quyền, mang danh mạng, mang danh công an để mà tiếp tục khủng bố, đàn áp, hay là thậm chí mượn tay du côn, mượn tay những cái thành phần xã hội đen ở bên ngoài không? Có phải có cách? Thế cho nên đấy chính là cái bước đường mà đẩy cái dân tộc này vào một cái cuộc nội chiến quân hồi vô phèn, từ cao đến thấp không còn một cái người nào đủ uy tín để mà ổn định. Thưa chị, thì qua cái cuộc đấu tranh mà chị cho là giữa chính nghĩa và cái tà quyền đó hiện nay đó, thì chị có nghĩ rằng là người dân đã đủ thức tỉnh cho một cái cuộc đổi mới chưa thưa chị, để mà có những người có tâm và có tầm lên cũng như là điều hành và lãnh đạo đất nước? Xin thưa mấy quý khán thính giả, về cái vấn đề mà nhận thức của người dân ấy, thì về ý nghĩ chủ quan của tôi đó, thì tôi cho rằng là 50-50. 50-50 ở chỗ nào? Bởi vì một số lớn những người dân sống quá lâu năm trong cái sự bưng bít và tuyên truyền của Đảng Cộng sản, thì họ giống như những cái kẻ mà với cái danh từ mà xã hội bây giờ vẫn thường gọi là ngáo đá. Đó. Cho nên họ không biết phân biệt đâu là đúng sai. Đó. Thậm chí những cái hành xử của những kẻ gần đây được tung ra đó để mà chấn áp những người đấu tranh ấy, thì tất cả những cái lời nói, những cái tuyên bố của họ đều cho thấy nhé, họ đánh, họ đập lại chính cái Đảng Cộng sản này. Bởi vì họ nhận họ là vợ công an, họ nhận họ là người đại diện, là làm theo cái làm theo những cái người chỉ đạo là thuộc pháp luật, nhưng họ hoàn toàn làm trái pháp luật, họ hoàn toàn làm những cái hành vi thiếu văn hóa, thiếu hiểu biết. Đó. Thế thì tôi cho những con người vẫn còn bị bưng bít, vẫn còn bị sai lầm trong nhận thức, và cái tư duy của họ còn quá thấp. Họ một mặt nữa có thể là họ được hưởng một cái bổng lộc mà theo họ đó, họ cho đấy là bổng lộc. Thật ra thì đối với cả những cái chế độ độc tài ấy, thì những kẻ mà bỡ đỡ để mà phục vụ cho cái chế độ đó thì chỉ là hưởng rất dãi thôi. Thế nhưng mà những kẻ đó họ cho rằng là họ được hưởng bổng lộc của chế độ của Đảng Cộng sản, thì họ bằng mọi cách, không cần biết đúng sai, họ ra sức, họ bảo vệ đó, họ bênh vực. Thậm chí hàng ngày tôi vẫn bị vào chửi đấy, chửi những cái từ rất tục tĩu, nói rằng đồ phản động đó. Đồ này khác, thực ra thì họ đâu có biết là thế nào là phản động ạ. Họ không biết thế nào là phản động, họ chẳng hiểu thế nào là bán nước. Bởi vì một cái kẻ mà nó ký công hàm để nó giao cả biển đảo cho tàu ấy, thì mới là bán nước. Những người như tôi thì bán nước ở đâu ạ? Thế nhưng vẫn bị họ gọi là bán nước. Thì thực sự họ không cần biết phải trái đúng sai, họ vẫn cứ bợ, họ vẫn cứ bênh vực những cái sai trái đó để họ hưởng những cái bổng lộc rất dại. Đó. Còn lại 50% thì tôi cho rằng ấy, có nhận thức, trong đó chiếm rất nhiều những người có nhận thức, có muốn thay đổi về mặt tư duy nhưng lại không hành động. Họ không hành động, hoặc là họ có tính trông chờ, họ nghĩ là rồi Cộng sản sẽ sụp đổ bởi vì cái lý do này, bởi vì lý do kia, hay là mình không làm rồi cũng sẽ có người khác làm thay cho mình việc đó. Thì theo cái đánh giá của tôi đó, để mà nói rằng người dân đã sẵn sàng chưa, thì tôi nghĩ là chưa hội tụ đầy đủ những cái yếu tố sẵn sàng. Đó. Còn nói về mong muốn thì có, bởi vì một cái thực tế mà ai cũng nhìn thấy là sau rất nhiều năm, mà có thể là nói chính xác nhất là sau cái ngày mà gọi là Cộng sản, họ nói là giải phóng miền Nam đó, thì thực tế tại sao mà người dân ùn ùn để bỏ quê hương đất nước để ra đi? Có những con người tức là chấp nhận vượt biển là phó thác số phận của mình cho trời đất, và vô cùng nhiều người đã bỏ mạng
trên cái con đường mà chạy trốn khỏi cuộc sống. Thế nhưng mà không họ, tôi thấy là cho đến giờ phút này hơn 40 năm rồi thì lại không ai mà dám dám nghĩ, dám làm, để nghĩ rằng tập hợp tất cả một cái lực lượng quần chúng nhân dân lại để mà đứng lên nói lên cái tiếng nói mà chính nghĩa của mình đó, để buộc bất kỳ một cái chính đảng nào nhé mà muốn vì tổ quốc, vì nhân dân thì phải có những cái việc làm thiết thực và cụ thể. Còn cũng trong những cái giờ phút như thế thì nó cũng sẽ lòi ra đấy, những cái kẻ nào là những kẻ mà không nghĩ đến nhân dân và tổ quốc, nó lòi ra ngay ạ. Thì tại sao mọi người không liên kết lại, không tập trung nhau lại để làm cái điều đó? Một số lượng rất đông người thì đã chạy đi đó. Hoặc là kể cả đến bây giờ có những con số thống kê rất đau lòng là cái chương trình đường lên đỉnh Olympia là hầu hết gần như 100% sinh viên được học bổng ra đi, không ai trở về. Có nghĩa là Việt Nam chảy máu chất xám. Những người tài giỏi, những người danh tiếng như giáo sư Ngô Bảo Châu, thứ đấy, môi trường đấy không phải là môi trường để cống hiến năng Việt. Thế thì thử hỏi xem là bây giờ chúng ta phải làm gì? Thì tôi chưa nhìn thấy, thực sự là tôi chưa nhìn thấy có một cái tổ chức hay là một cái cá nhân nào bây giờ mà dám khẳng định là và đủ đủ cái nội lực, ngoại lực để kêu gọi quốc tế ủng hộ mà đứng lên để mà giải quyết những cái vấn đề hiện tình đất nước hiện nay. Dạ, theo chị thì những cái người mà quan tâm đến cái vận mệnh đất nước mình đó, họ có thể làm gì thưa chị? Và chị có cái lời kêu gọi gì để cho những cái đồng bào trong và ngoài nước đó, có thể đoàn kết lại với nhau? Là thưa khán thính giả, những cái lời kêu gọi hiện nay thì tôi nói rằng là nó mới thể hiện ở cái ý chí đó. Nhưng mà cái để mà có thực hiện được nó hay không ấy, thì nó phải là tư duy của số đông con người đó. Chứ còn nếu như cái tư duy của người Việt Nam ấy mà không thay đổi đó, hoặc vẫn cứ trông chờ hay vẫn cứ sợ hãi, vẫn cứ đắn đo, thì những cái lời kêu gọi đó nó không có tác dụng nhiều. Thưa chị có cái điều gì công khai để mà nhắn gửi đến những cái đảng viên cộng sản, đặc biệt là những cái đảng viên chốt bu đó, những người mà đang nắm giữ quyền lực trong tay như là Nguyễn Phú Trọng, như là Trần Đại Quang, như là Nguyễn Xuân Phúc, như là Nguyễn Thị Kim Ngân? Dạ thưa toàn thể khán thính giả, là ngày hôm tôi mới ra tù, trong một cái live stream thì tôi cũng đã gửi gắm đến các vị tất cả những cái tâm tư của tôi, những cái suy nghĩ của tôi đó. Thì hôm nay tôi cũng xin nhắc lại, tức là đối với tất cả những vị đảng viên hiện nay đang lãnh đạo, đang nắm vai trò lãnh đạo của đất nước, các vị phải thật sự nhìn vào cái hiện tình đất nước, nhìn vào cái lòng dân đó, để mà các vị quyết định những cái vấn đề mà nó có cái tính chất ảnh hưởng đến dân tộc và tổ quốc. Chứ còn nếu như mà cái đó nó cũng đòi hỏi một cái thay đổi tư duy rất lớn ở trong những người lãnh đạo là đầu tiên. Bởi vì khi mà các vị cảm thấy rằng mình không có đầy đủ năng lực cũng như niềm tin của nhân dân để mà lãnh đạo đất nước ấy, thì liệu rằng các vị có được đủ cái tư duy là các vị sẽ nhường cho một cái thế hệ kế thừa nào đó, một cái lực lượng kế thừa nào đó. Ví dụ như Myanmar thì người ta là chấp nhận bàn giao quyền lực. Thế thì thử hỏi rằng đối với các vị lãnh đạo Việt Nam ấy, thì họ có đủ cái tư duy để làm điều đó không? Thì tôi mong rằng ấy, họ hãy nhìn vào hiện tình thực sự của dân tộc đất nước, họ nhìn vào hiện thực của lòng dân, họ nhìn vào thực tế những cái sai lầm mà chính trong đảng của họ đã mắc phải, để họ giải quyết tất cả những cái vấn đề của đất nước đó. Họ tránh đưa cái đất nước của dân tộc này đi vào một con đường mà nó xấu hơn. Chứ còn hiện tình thì hiện nay ấy, thì nó đã rất là nhiều cái bê bối rồi, mà nó có những cái mâu thuẫn, những cái mâu thuẫn khắc sâu. Những cái gì đang diễn ra trong xã hội hiện nay nó chỉ đầy cái tình cảnh cái đất nước này nó càng ngày thêm tồi tệ hơn thôi, chứ không chưa nhìn thấy một con đường nào sáng cả.
Thế cho nên tôi mong muốn rằng tất cả mọi người đều có một cái thay đổi về tư duy nhận thức của mình. Bởi vì nếu tư duy không thay đổi thì chẳng bao giờ chúng ta có thể có những hành động thay đổi được đâu. Dạ thưa chị, thì em rất là cảm phục chị với những gì mà chị đã làm và chị đã trải qua, và ngày hôm nay được dịp mà trò chuyện với chị thì cái sự cảm phục nó còn tăng lên gấp bội nữa. Thì em muốn hỏi chị là chị có thể nào chia sẻ với các khán giả về những khó khăn trên con đường dấn thân của mình và mà chị phải chịu đựng đó, và những cái lần tuyệt thực, những cái lần bị khủng bố tinh thần mà chị phải vượt qua, mà chị lại là một người phụ nữ mà ta gọi là chân yếu tay mềm đó thưa chị. Thưa khán thính giả, là cái khó khăn ấy, đối với một người đấu tranh ấy, thì thực sự trong một cái đất nước độc tài như thế này thì nó rất nhiều khó khăn. Không những khó khăn mà nó còn nguy hiểm nữa. Thế nhưng mà có lẽ rằng từ một người dân oan, từ một người phụ nữ đơn thân, một mình nuôi con và chỉ biết làm kinh tế, thì cho đến giờ này, như tôi đã nói, cả một quá trình đó, và chính những cái sự tàn ác, những cái sự bất công trong xã hội, nó đã đào tạo nên một con người như tôi. Thì có nghĩa rằng tôi thấy rằng ấy, là không phải tôi không xác định được, mà càng đi vào, càng đi sâu, tôi càng xác định được cái gian khổ và cái nguy hiểm nó đến với tôi nói riêng và đến với tất cả anh chị em đấu tranh nói chung. Nhưng tôi cho rằng ấy, là với những con người mà đã nhận thức ra đó, đã coi cái cuộc đấu tranh này nó là một cái lý tưởng, một cái sự cống hiến của nhỏ bé của mình cho cái đất nước và dân tộc mình trong cái tiến trình thay đổi, thì tôi cho rằng là không có một cái gì có thể ngăn cản cái bước đi của chúng tôi đó. Bởi vì chúng tôi đã xác định, chúng tôi đã được thử thách qua những cái gian khổ ở bên ngoài xã hội, qua những cái khốc liệt ở bên trong nhà tù, thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi chỉ có một cái khao khát là sẽ có được một cái sự dẫn dắt nào đó quang minh chính đại. Đấy. Những cái con người có đủ tầm cỡ để chúng tôi cống hiến đó, cho cái công cuộc xây dựng đất nước. Thưa chị, có một câu hỏi này rất là đặc biệt là và cũng rất là bùi hằn mà chị đã nói khi mà ra khỏi trại giam đầu năm nay, mà chị nói khi nãy đó, là chị đã vừa tốt nghiệp loại ưu trường đấu tranh và chị sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa. Thì chị có thể nào nói rõ thêm về cảm nghĩ của chị khi mà nói câu này, và làm sao chị có thể giữ vững được cái tinh thần một cách ngạo nghễ hiên ngang như vậy sau bao nhiêu cái sự khủng bố hành hạ của người cộng sản thưa chị? Dạ thưa ra toàn thể khán thính giả, là câu nói này xuất phát từ trong thực tế trong lòng tôi. Những cái ngày tháng mà bị cầm tù, tôi không được gặp bất kỳ một người bạn bè anh em nào ngoài là gặp các con tôi cả. Mà các con tôi thì đều là những người còn trẻ, chưa có va chạm với cuộc sống, mà cũng không biết gì đến cái chuyện mà đấu tranh hay là hiện tình chính trị đất nước hết. Thế cho nên vì thế là qua những cái cuộc trao đổi với các con thì tôi không nói được hết những cái mà trong lòng tôi. Tôi chỉ có thể nhắn gửi một vài điều đến bạn bè. Cho nên là cái tâm trạng của tôi ngày ra tù đó, thì tôi nói thật sự là có rất nhiều điều mà tôi muốn nói, tôi muốn truyền tải đến bạn bè và những người từng là đồng đội với tôi. Cho nên cái câu nói của tôi đó, thì thực sự nó là cái sự gói ghém những gì của 3 năm ở tù đó, những gì tôi đã trải qua, những gì được đúc kết trở thành những bài học kinh nghiệm đó, những gì đúc kết để trở thành những nghị lực cho tôi cũng như cho những người đấu tranh trong cái quá trình đó. Thì tôi gọi là tôi đã tốt nghiệp được đi học. Bởi vì đi học và tốt nghiệp ấy, thì nó phải là một quá trình. Một cái quá trình đó hàng ngày tôi phải tiếp cận với những bài học, với những bài học về xã hội. Là chính trong những năm tù đầy đó đã cho tôi thêm rất nhiều những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm mà bình thường tôi không có đó. Kể cả những cái nghị lực của tôi được xây dựng ở trong những năm tháng khốc liệt ở nhà tù, thì tôi nói thật là chính bản thân tôi cũng không nghĩ rằng tôi có thể vượt qua được nó. Nhưng khi tôi đã vượt qua nó, thì tôi cho rằng đấy là một cái sức mạnh. Đấy là một cái mà không dễ gì mà một người mà bảo là tôi muốn có là sẽ có được đó. Tôi có được bằng cả một quá trình mà chịu đựng, mà tôi luyện đó. Cho nên là vì lý do đó tôi mới nói rằng là tôi tốt nghiệp cái trường đào tạo do nhà cầm quyền cộng sản tổ chức. Bởi vì nếu họ không bắt tôi đi tù ấy, thì làm sao để tôi có được
3 năm mà tôi luyện trong cái môi trường khốc liệt như thế. Làm sao để tôi trải qua được những cái mà thăng trầm trong nhà tù, để mà tôi có được cái tinh thần, cái ý chí, cũng như là một cái live stream gần đây tôi nói với các bạn ấy, là có đi tù có đáng sợ hay không. Đó, tôi mới nói cách đây mấy ngày thôi. Đó. Làm sao để tôi biết được tất cả những cái cuộc sống mà ở trong tù, những cái chuyện gì nó xảy ra với người tù. Tôi có thể là đọc một hai cái bài thơ mà tôi viết ra trong cái thời gian mà tôi bị cầm tù. Thì đấy, ngay như cả làm thơ cũng thế, bình thường ngoài tôi chỉ biết làm ăn buôn bán thôi, thế tại sao vào trong tù thì nó lại khiến cho tôi có được những cái cảm xúc đó, để mà tôi có thể viết được. Tôi viết một cái bài là Vịnh Biệt Giam. Khi thời gian đó tôi bị giam ở trong một cái căn phòng, họ giam tôi như thế từ tháng 4 năm 2015 mà cho đến tháng ngày 16 tháng 10 của năm 2015 thì tôi mới được ra khỏi cái căn buồng đó để mà về cái phòng bình thường. Còn cần đến thời gian là họ giam tôi đấy, từ tháng 4 đến 16 tháng 10 năm 2015 thì tôi có viết cái bài Vịnh Biệt Giam. Một mình một cõi thành thơi tù, chẳng cần đối mặt đám ruồi bu, biệt giam như thế thì vui chán, đầy đọa bùi ư, éo ngán gì. Sáng ra có lính mở cửa đưa, chưa tới giờ cơm lại rước về, giờ giấc đi đầy như quan chức, kìm kẹp bùi ư vậy mà sang, gây hấn đủ chiêu không hiệu quả, bầy đàn cô lập chẳng ăn thua, khủng bố tinh thần va phải thép, hành hạ bùi ư mũi đốt mê tông. Vu khống bùi ư có hề gì, miệng mồm nhà sản đít con ngan, trò hèn đám khỉ đu dây mục, ăn ẳng ngậm quần chó sủa chăng. Đó. Thế thì từ cái chỗ đó đó, nó cho thấy tức là cái nhà tù, những cái sự cùm kẹp, những cái sự đối xử hà khắc và bất nhân, thì nó đã tạo cho tôi được một cái sự ung dung. Ung dung để cảm nhận những cái khốc liệt đó, ung dung để mà ngẫm về cái cuộc đời mình và cái vị thế của mình kể cả khi ở trong tù. Đó. Và tôi cảm thấy rằng ấy, tôi chiến thắng. Đó. Tôi cảm thấy tôi chiến thắng. Hàng ngày khi tôi bắt đầu bước chân vào nhà tù, tôi vô cùng lạ lẫm với tất cả những cái thành phần mà xung quanh tôi. Là bởi vì tại sao? Bởi vì là tôi ở ngoài xã hội, tôi đi buôn đi bán thì tôi gặp những cái con người nó khác. Đó. Rồi tôi thậm chí khi mà cái công việc của tôi nó cao hơn lên thì tôi tiếp xúc với những cái tầng lớp mà cao ở trong xã hội, những con người văn minh, những con người mà có va chạm tiền hiểu biết. Đấy. Nhưng khi tôi vào tù thì tôi không thể nào lựa chọn được cái nơi mà tôi sống. Đấy. Với tất cả những cái thành phần mà nó quá ư là phức tạp đối với tôi cả, thì bắt buộc tôi phải thích nghi. Đó. Phải tạo cho mình được, thì đấy tôi cho là cái sự đào tạo. Đó. Đấy chính là cái sự đào tạo. Tôi có viết những câu thơ như thế này nữa. Bốn bức tường nhà giam chẳng thể làm giảm đi ý chí, bởi con đường thiên lý còn dài, biết bao nhiêu thử thách với chông gai, ai cũng thấu hiểu khi dấn thân vào tranh đấu. Mưu hèn kế bẩn chẳng thể nào khuất phục nổi tinh thần, bởi lòng dân không thỏa hiệp với bất công sẽ đứng thẳng hiên ngang đòi công lý và thực thi sứ mệnh làm người. Đó. Thế thì tôi cho rằng cả quá trình tù đầy nó bắt đầu rèn luyện cho tất cả những con người ta về tinh thần, về ý chí, về nhận thức. Đó. Và tôi cho rằng đấy, hầu như đối với tù thường phạm thôi thì những người đi tù ra họ cũng có được một cái cách sống, nó là cái xã hội thu nhỏ, cho nên có những người họ ra thì họ sống theo kiểu văn vở trong tù, họ cũng học nhau trong qua cái môi trường tù tội đó. Nhưng ngược lại thì có một số người họ rất chững chạc và chín chắn, thì nó cũng là do cái môi trường sống nó tạo ra. Còn riêng đối với tù chính trị thì tôi nói rằng là đi tù là một cái trường học vô cùng cần thiết. Ở nơi đó cũng có thể có những người tù chính trị không chịu nổi sự khốc liệt, sẽ đi đến thỏa hiệp với cộng sản để đạt được những cái mà bình an cho bản thân mình. Tôi đã từng viết trong nhật ký của tôi là nên tôi không bao giờ giận hay trách cứ những người như thế. Bởi vì khi trải qua tất cả những cái sự khốc liệt thì tôi nghĩ rằng không phải ai cũng chịu đựng được.
Có những con người họ cũng bị đánh đủ mọi định, gọi là tứ bề thọ địch. Và trong cái thời gian tôi ở tù mà ở trại gia chung đó, thì cũng có một cái trường hợp với chị dân oan Ngô Thị Ước đó. Nhưng mà chuyến vừa rồi tôi lên thăm chị Thêu thì được biết là chị đã thay đổi theo chiều hướng tốt đó. Chứ khi tôi ở đó đó thì gần như là chị đã thỏa hiệp với công an và quay lại chống lại tất cả những chị em đấu tranh của mình đó. Tôi về cũng có báo cáo cái tình hình này với tất cả bên dân oan và thậm chí với tất cả những cái cơ quan truyền thông. Thế nhưng mà lần này tôi lên thăm lại thì được biết là chị đã có những cái thay đổi theo cái hướng tốt hơn ở cái nhận thức. Bởi vì ở trong đó nếu như chỉ những cái người mà nhận thức yếu, những cái người chịu đựng kém thì rất dễ là bị họ sẽ dẫn dắt theo cái cách của họ. Mà ở trong cái trại giam tôi thì chứng kiến cái trường hợp là ngay cái tay trinh sát là Nguyễn Huy Hoàng tay đã tổ chức một cái cuộc gặp gỡ cho cái chị Ước này này, là tuyên truyền và lôi kéo chị Thêu đó là để cô lập tôi đó. Thế nhưng mà chị Thêu chị rất là vững vàng. Sau đó thì tôi gặp thẳng ban giám thị trại để tôi phản ánh về cái chuyện này. Tôi nói rằng là cái người chính xác đó có phải đảng viên Đảng Cộng sản không? Đúng là đảng viên Đảng Cộng sản. Vậy tại sao ông ta lại có quyền tổ chức cho chị Ước gặp chị Thêu để mà nói với chị Thêu là theo bà ấy để lật đổ Đảng Cộng sản và cô lập tôi bởi vì tôi là phản động đó. Thế thì sau sự việc tôi báo cáo với giám thị thì họ cũng làm quyết liệt đó. Rồi cái chị Ước này là thường xuyên được cán bộ cho những cái đồ ăn thức uống tiêu chuẩn mà khác người. Ví dụ tôi nói ở trong đó tù nhân rất khổ, có một tháng là được 8 lạng cá 7 lạng thịt. Thế trước khi tôi vào thì họ gần như bị ăn bớt, ăn xén. Và đến khi mà tôi đấu tranh đó, là tôi yêu cầu phải giám sát từng cái kỳ thực phẩm thì họ mới được là tương đối đầy đủ. Thế nhưng riêng cái bà Ước này đó, khi mà bà thỏa hiệp để mà chống lại những chị em đấu tranh đó, thì cán bộ gọi bà ra cổng cho bà một lúc khoảng 5 ký thịt. Ở trong tù mà 5 ký thịt tôi nói thật nó to lắm, rất nhiều người thèm muốn. Thế cho nên họ cũng dùng cái chính sách là mua chuộc để mà cho chính những người tù đánh lại nhau. Mà nhất là tù chính trị như tôi thì rất là khổ trong cái việc đó. Tôi nói là có những cái giai đoạn mà tôi nói là một mình tôi cũng sẽ sẵn sàng chống lại tất cả. Tôi cũng biết từng bị đe dọa là sẽ đánh đập, nhưng tôi không sợ đó, tôi không sợ. Tôi cũng gây sức ép cho họ bằng cách tôi cũng rạch người tôi ra trước để cho đổ máu đó. Để khẳng định với họ một điều rằng nếu họ dùng đòn đánh với tôi họ sẽ thua. Thế thì cũng phải như thế nào thì mới vượt qua được những giai đoạn như thế. Thế còn những người mà yếu đuối, những người mà gọi là không có lập trường thì rất dễ bị họ lôi kéo theo họ. Mà thật sự đối với tù chính trị thì họ rất muốn lôi kéo, bởi vì họ lôi kéo được tù chính trị thì họ sẽ làm xấu đi hình ảnh của những người đấu tranh đó. Mà tôi nghĩ rằng là tầng lớp của các bà, các cô chị dân oan ấy, thì dễ bị bởi vì là họ cũng chưa bao giờ mà để đối đầu với những cái âm mưu thủ đoạn mà ghê gớm cả. Họ chỉ là những người nông dân chân chất vừa đi đấu tranh thôi. Thế cho nên họ rất dễ mà vướng phải cái điều này. Còn như tôi á, họ khó là bởi vì tại sao? Thứ nhất là cái con người tôi. Từ xưa cho đến nay tôi không bao giờ chấp nhận những cái chuyện mà khuất tất. Cái điều thứ hai, tôi đã trải qua một cái quá trình rất dài là lăn lộn ở trong thương trường. Điều này tôi nói thẳng với cả giám thị và cán bộ mà. Tôi nói rằng rất may cho tôi là khi đi vào cuộc đấu tranh này là tôi đã trải qua những cái thăng trầm trong cuộc đời ấy, riêng tư, rồi sự lăn lộn ngược xuôi cho đến lúc thành công ở trong cái thương trường. Vì thế thì tôi có những cái kinh nghiệm, từ cái kinh nghiệm nhìn người để phán đoán tất cả những cái tình huống cho đến những cái kinh nghiệm để đối chọi lại trước những cái hiểm nguy đối với mình. Cho nên là tôi khẳng định rằng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được. Và tôi hoàn toàn thông cảm với những ai đó mà khi vào đến trại giam phải thỏa hiệp phần nào. Nhưng mà có một cái điểm chung mà tôi nhận thấy ấy, là đối với cái sự tôn trọng, ngưỡng mộ của một số, hầu hết những người tù, và trong đó có cả một số quản giáo mà trực tiếp mà phụ trách chúng tôi. Bởi vì là họ là con người,
nếu theo lý thuyết đó, thì họ còn đi giáo dục những cái phạm nhân mà phạm tội mà. Thế cho nên là từ cái chỗ đó mình phải đánh thức cái ý thức trong trong con người họ, mình phải đánh thức cái đạo đức đó, cái kiến thức mà họ học từ trong cái ngành mà đại diện cho luật pháp, thực thi luật pháp, để họ về dạy cho những người tù. Thì cái điều đó là cái điều cần thiết để chúng ta thức tỉnh và lấy cái sự ủng hộ của họ về phía mình. Bởi vì là đã có những cái trường hợp mà tù nhân họ hỏi ngược lại những cái người mà muốn cô lập tôi. Khi mà muốn cô lập tôi đó, thì những cái người đó cũng tuyên truyền nó tôi phản động rồi thế này kia, thì tù nhân ta đã hỏi lại. Vậy thì trong cái điều quy định của trại mà cán bộ giáo dục chúng tôi là phải đoàn kết tương trợ nhau là như thế nào? Đó. Thế cho nên là chúng ta khi vào tù ấy, thì chúng ta học được nhiều thứ lắm. Và bản thân tôi nói cái câu rằng tôi tốt nghiệp loại yêu là lý do như thế. Thưa chị, thì ngày hôm nay em mới biết được là chị có cái tài thi phú nữa. Những cái bài thơ chị đọc làm cho em gợi nhớ đến hình ảnh của bà huyện Thanh Quan ngày xưa. Thưa chị, thì nhà cầm quyền cũng như là các dư luận viên nó thường nói rằng nhờ có bác, nhờ có đảng nên đất nước mới được như ngày nay. Thì chị nghĩ sao về cái điều mà họ nói, và họ cũng nói rằng đất nước này đang thanh bình và chị và những người đấu tranh như chị đó đang phản bội tổ quốc cũng như là đang phản động và chống phá đất nước, thì chị nghĩ sao? Thì đó, như lúc nãy Minh Hằng nói đấy, tức là những con người đó tới bây giờ Minh Hằng đánh giá tới 50% lận nhé, là những người ngáo đảng, là những người mà là, tức là ngáo là do bị bưng bít, do bị tuyên truyền là có một số, nhưng có một số thì không phải là ngáo mà là do họ là thuộc cái thành phần của cái nhóm lợi ích. Khi họ đạt được những cái lợi ích cho cá nhân họ thì họ sẵn sàng làm tất cả những cái điều mà họ mặc dù họ biết là sai trái đó. Thì đấy là những cái thành phần mà họ đưa ra, những cái thành phần mà nói thực ra là câu cú rồi hành xử là đâu có giống ai, nhưng họ cứ nói thôi. Và Minh Hằng đã bắt được những cái thông tin mà của những cái dư luận viên ở trên mạng này, họ chỉ thị cho nhau là cứ nói đó, cứ nói đi, nhảy vào chỗ chúng nó là chỉ có comment thôi, bởi vì nói giết thì cũng sẽ có người tin đó. Cái quan điểm của họ thế là mưa dầm thấm lâu mà nói giết thì cũng sẽ có người tin, thế cho nên là họ không có dùng bộ óc để phân tích đó, mà họ dùng cái kiểu phát thanh như một con vẹt đó, cứ nói tới như là ví dụ bắt cái loa phường lên, mọi người không muốn nghe nhưng nó mở ầm ầm ra thì vẫn cứ phải dội vào tai người ta. Thì cộng sản họ dùng cái chính sách đó, họ dùng cái chính sách đó để mà, còn cái số người mà phân tích thì như cái sự việc nếu họ phân tích thì họ đã hiểu được. Bây giờ như như Minh Hằng nghe một ai đó mà nói xấu người khác đó, nhưng mà Minh Hằng phải xét là cái người mà bị nói xấu đó có những cái giống như người ta nói không đó. Từ cái chỗ đó Minh Hằng mới phân tích ra tại sao hai cái người này đang tốt với nhau mà bây giờ lại phải đi nói nhau như thế này, từ nguyên nhân lý do nó từ những việc gì đó, để Minh Hằng tìm hiểu ra cái nguyên nhân à, họ đang tốt với nhau như vậy đấy, nhưng bây giờ họ chỉ vì một cái quyền lợi nào đó bị ảnh hưởng đến họ thôi mà họ quay ra họ đánh phá nhau, họ nói nhau. Đấy là mình dùng cái đầu óc để mình phân tích. Còn tất cả nhiều người á thì họ bị một cái thói quen và họ chỉ nghe thôi. Thì hiện tại bây giờ người dân Việt Nam vẫn có những người mà bị như thế đó. Chứ còn cứ hỏi rằng là đảng nào cho phép, luật pháp nào cho phép là cái người kia không bằng lòng với mình thì đánh chết mẹ nó đi, đúng không ạ? Làm gì có cái điều đó. Thế nhưng mà dư luận viên lên làm live stream mà cứ phát ngôn như thật, gặp đâu đánh đó, tao là vợ công an. Đấy. Thế thì thử hỏi rằng vợ công an mà không hề hiểu gì về pháp luật thì con vợ đó có giúp được gì cho chồng không, hay là đưa chồng vào tù? Nếu ở một cái đất nước mà có luật pháp nghiêm minh thì một con vợ như thế sẽ đưa chồng đi đâu? Đưa chồng vào tù. Thế nhưng mà ở cái đất nước như Việt Nam thì những kẻ mà ngu dốt nó vẫn có cái mảnh đất đó. Nhiều cái trường hợp chồng làm quan mà gặp con vợ gian tham ngu dốt thì nó đưa chồng vào tù là bình thường. Người ta đã có cái khái niệm là đi đến những cái nhà quan chức mà hối lộ là làm sao đi cửa sau và đưa được cho vợ là xong việc. Đó. Có nghĩa là tất cả những cái đàn bà ngu dốt đó nhưng mà nó lại nắm được cái ông mà xếp ý là có nghĩa là mọi việc sẽ được xử lý xong. Đó, thế thì cái hiện tình của đất nước Việt Nam nó là như thế.
Thưa chị, thì ngoài những cái đám người ngu dốt và những cái đám người vô lượng viên mà bưng bô Đảng Cộng sản đó, thì còn có một nhóm người khác, đó là những cái người mà thờ ơ và vô cảm trước cái viễn cảnh đang tối của đất nước mình. Thì chị có muốn nói gì đến với những cái người này? Những người mà đã có cái sự thờ ơ vô cảm mà nó ăn vào máu rồi ấy, thì có lẽ là con nói với họ cũng không có tác dụng gì đâu. Ngày hôm nay trên mạng Facebook có đưa thông tin về một cái ông tên là ông Ui. Thế là ông này ngày xưa đã từng là điệp báo viên mang cái bí số P40 gì đó, và làm cho Cộng sản điệp viên tình báo. Thế hiện nay đăng tin lên thì ông trở thành một dân oan. Ông bị cướp hết tài sản. Ai cướp của ông? Đồng đội bạn bè của ông cướp của ông ấy. Đó. Ông 85 tuổi, hiện ông ở thành phố Phan Giang, Tháp Chàm. Nguyên là giám đốc công ty muối Cà Na và là điệp viên tình báo bí danh B40. Đó. Từ năm 1965 đến năm 1975. Là 10 năm. Ông đã cung cấp cho quân chủ lực địa phương tỉnh Ninh Thuận hơn 500 tấn lương thực, hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, 350.000 đồng tiền Sài Gòn cũ tương đương với 35.000 lượng vàng. Đó. Năm 1976, sau khi giải phóng, ông bị chính quyền lâm thời tịch thu hết toàn bộ tài sản trị giá hàng triệu đồng. Đó. Và hiện nay thì ông đội đơn, ông đi đòi khắp nơi. Thế thì để nói với những người mà như thế thì mình không thể nói được. Và mình chỉ có để cho họ gặp chính cái hoàn cảnh như ông này. Đó. Để họ có bài học. Mà như cái câu nói mà rất là dân dã, người ta vẫn thường nói là thì quan tài thì mới nhỏ lệ. Đối với những cái người mà họ bộ não của họ không thể cải tiến được, thì chỉ có để cho họ gặp phải những cái chuyện như thế. Đó. Có rất nhiều, Vinh Hằng thấy rất nhiều những cái đảng viên từng một thời phụng sự nha, hy sinh. Đó. Đấy là trong tin nhắn của Minh Hằng cũng có này. Đấy, chúng nó bắt tranh bỏ vỏ. Đấy, anh đã một thời hy sinh bỏ lại cả thân thể của mình ở chiến trường đấy này. Trong tin nhắn của Minh Hằng vẫn còn. Đó. Thì những cái thành phần đó phải để cho họ tự họ mở mắt ra thôi. Chứ Minh Hằng không có lời nhắn gửi nào cả. Và lại nếu có Minh Hằng cũng không nhắn. Dạ. Xin cảm ơn chị. Vừa rồi thì ông Võ Văn Thưởng họ nói là họ chấp nhận đối thoại với những nhà bất đồng chính kiến như là chị vậy đó. Chị có tin những lời họ nói hay không? Thì bây giờ đừng, một cái câu nói của ông Thiệu ngày xưa đến bây giờ trở thành bất hủ rồi. Bất hủ cho những người cộng sản mà như mình sống trong xã hội cộng sản này, là đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những việc cộng sản làm. Thế thì bây giờ ấy, chính những cái cuộc nói chuyện như thế này là cái cách để buộc nhà cầm quyền cộng sản phải đối thoại. Còn nếu không họ nhưng mà họ không bao giờ dám đối thoại đó, thì buộc lòng những người như mình, những người dân như mình phải nhờ đến truyền thông quốc tế để lên tiếng. Và đấy cũng là câu trả lời của mình, rằng mình có sợ hay không, Minh Hằng có sợ hay không khi mà Minh Hằng ngồi tại đất nước Việt Nam để mà phát biểu về những vấn đề này đó. Là bởi vì Minh Hằng, nếu sợ Minh Hằng không nói, mà đã nói thì Minh Hằng không bao giờ sợ đó. Và đây là cái cách mà người Việt Nam chọn để mà đưa cái tiếng nói của mình ra. Đó. Và nếu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ muốn thì họ phải tự tổ chức để đối thoại với những người trong nước. Đó. Họ muốn đối thoại thì họ phải tổ chức để đối thoại chứ. Nhưng đã bao giờ họ nghe người dân đối thoại chưa? Họ không muốn nghe cả sự thật, những gì họ làm. Đó. Những cái đầu óc của tất cả những cái ông bà ở trong bộ chính trị, đó, trong quốc hội, thì thử hỏi xem cái phát ngôn của họ có xứng tầm để mà họ đối thoại với người dân không? Tại sao mà trên trang mạng ngày nào cũng có những cái phát ngôn của lãnh đạo được dân họ đưa ra để họ bôi bác? Là bởi vì cái tầm của những người đó chỉ đến thế thôi. Và liệu họ có đủ tầm để mà đối thoại hay không? Dạ, xin cảm ơn chị đã dành thời gian cho cái buổi hội thoại này. Thì em mong là sắp tới thì chị sẽ tiếp tục có những cái buổi hội thoại như thế này để cho khán giả của đài được biết thêm về những cái điều đang diễn ra trong nước, cũng như là những cái nhận định của chị về cái tình hình của đất nước mình. Rồi, Minh Hằng xin cảm ơn và rất vui khi mà Minh Hằng gửi được cái tiếng nói của mình đến đông đảo tất cả bà con ở khắp nơi, và mong rằng
là mọi người luôn luôn có những cái ủng hộ, góp ý, góp sức để giúp cho cái đất nước Việt Nam có thể là có được những cái thay đổi tốt đẹp. Dạ, xin cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình hội thoại với chị Bùi Thị Minh Hằng. Thành Tâm cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại trong các chương trình hội thoại lần sau. Chào tạm biệt mọi người ạ.